tiếp theo video phần trước sở phong ẩn tàng khí tức cẩn thận từng ly từng tí bơi về phía viễn cổ tiên châm theo suy đoán của sở phong tiên linh viễn cổ tên tiên khôn gì đó hẳn là đang tại phụ cận viễn cổ tiên châm sau khi đến gần sở phong phát hiện dưới chân viễn cổ tiên châm có một tên viễn cổ tinh linh đang ngồi xếp bằng tu luyện quả nhiên là ở đây tên này đỉnh ghê khí tức đã đạt tới ngũ phẩm võ vương rồi hơn nữa mang theo khí tức bá đạo siêu khác người đó điều này nói rõ lực chiến của người này phi phàm âm thầm quan sát tiên khôn sở phong cũng là thoáng cái giật mình hắn thi triển hắn không phải là huyết mạch chi lực mà là một loại đặc thù huyền công hơn nữa có được thanh thế như vậy có lẽ là một loại cấm kỵ huyền công phẩm chất cực cao sở phong à tên này không dễ đối phó đâu theo ta thấy hắn còn hơn giang thất rất nhiều đản đản ngương trọng nhắc nhở sở phong đúng đó viễn cổ tinh linh quả nhiên không thể coi thường ít nhất vị này hiện giờ ta vẫn chưa phải đối thủ của hắn sở phong cũng là gật đầu hắn bắt đầu ý thức được viễn cổ tinh linh là một thế lực kinh khủng mà cường đại mấy anh em giang thất sát thân là chú thổ thất tử không nói về tu vi có được chiến lực vượt xa người cùng cảnh giới là có thể chiếm được một chỗ đứng trong chú thổ thất tử của chú thổ môn rồi mà trước mắt trong viễn cổ tinh linh vương quốc có một vị thiên tài thực lực lại hơn cả giang thất sát đầy đủ để chứng minh sức mạnh của viễn cổ tinh linh ít nhất không yếu hơn chú thổ môn xem ra viễn cổ tinh linh cho dù không bằng thời kỳ cường thịnh ngàn năm trước nhưng cũng có nội tình hùng hậu sợ là cả tam phủ và tứ tộc cũng chỉ ngang bằng với viễn cổ tinh linh giờ làm sao đây đàn đàn hỏi cố thôi không thì còn cách gì khác sở phong cười khổ nói với thực lực của tiên khôn sở phong xác thực không có cách nào xuất thủ sở phong cũng không có ngồi yên hắn ở khu vực phụ cận bắt đầu điên cuồng đem sinh vật thần bí đuổi bắt thỉnh thoảng sở phong vẫn âm thầm giám thị nhất cử nhất động của tiên khôn ngày thứ nhất tiên khôn không chút phản ứng ngồi yên lặng vận chuyển huyền công hấp thu năng lượng thiên địa ở xung quanh nhưng tới ngày thứ hai tiên khôn liền động thỉnh thoảng hắn tới gần viễn cổ tiên châm đưa tay gõ gõ dùng đủ mọi loại thủ đoạn quan sát viễn cổ tiên châm ngày thứ ba tiên khôn đã bắt đầu bối rối liên tục vào đầu bứt tai miệng lẩm bẩm tại sao vĩnh cổ tiên châm không có phản ứng gì bình thường mà nói dưới đáy vĩnh cổ tiên trì chịu đựng 8 canh giờ đã đủ để có thể phát động tiên châm chịu đựng liên tục 12 canh giờ viễn cổ tiên châm liền nhất định sẽ tự mình kích khởi mà tiên khôn hắn đã trải qua hai ngày trời thế nhưng viễn cổ tiên châm còn chưa chịu nhúc nhích đối với chuyện này thân là người trong bóng tối sở phong lại tương đối rõ ràng vì có ta ở đây đó xem ra ta phải cẩn thận hơn chút rồi hắn rất có thể sẽ nhanh chóng tại bên trong viễn cổ tiên trì điên cuồng tìm xem là ai phá hư chuyện tốt của hắn. Tu vi của đối phương là ngũ phẩm võ vương, hơn nữa còn là thiên tài của viễn cổ tinh linh, có lẽ nắm giữ rất nhiều thủ đoạn không ai biết, vì vậy ta phải cẩn thận trốn rồi. Mình đứng đây quan sát vậy. Sở Phong quyết định lựa chọn một chỗ ẩn nấp, vận dụng thủ đoạn ẩn tàng mạnh nhất, cẩn thận giấu mình ở một bên, không chút nhúc nhích. Thời gian từ từ trôi qua, viễn cổ tinh linh kia vẫn không xuất hiện. Mình muốn xem xem rốt cuộc hắn có ý đồ gì. Ế, khí tức dao động mạnh ghê, tinh linh này đang làm gì vậy? Trước mắt Sở Phong, từng trận thanh âm chói tai không ngừng từ viễn cổ tiên châm truyền ra hóa ra tiên khôn đang không ngừng liều mạng phát động công kích với viễn cổ tiên châm tiên khôn vừa phát động công kích vừa gào lên mẹ nó làm cái gì vậy lâu vậy vẫn không cách nào phát động được ngươi sao ngươi để cho ta còn mặt mũi nào mà gặp người có tin khi ta thành võ đế sẽ bóp nát ngươi khiến ngươi vạn kiếp không phục hồi được không giờ phút này tiên khôn đã triệt để phát điên đối với viễn cổ tiên châm phát tiết cảm xúc phẫn nộ à đây chiến lược của viễn cổ tinh linh này đỉnh ghê nhưng lại là tên ngốc ha ha nhìn thấy một màn này đàn đàn nhịn không được điên cuồng cười lớn một trận có lẽ không phải ngốc mà là quá tự kiêu nhỉ sở phong cũng là cười khổ tên kia rõ ràng là kiêu ngạo đến mất đi lý trí cảm thấy trừ tiên khôn hắn ra căn bản không có ai có thể đến dưới đáy của vĩnh cổ tiên trì đợi đã có lẽ nào vĩnh cổ tiên châm đã kích phát ra lôi điện ở ngoài vĩnh cổ tiên trì từ lâu rồi không mà ta không biết không ha 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 chắc chắn là vậy chắc chắn là vậy có lẽ vĩnh cổ tiên châm bên ngoài sau khi bị tiếp xúc căn bản không dao động mà là trên đỉnh chót phóng xuất lôi điện đúng là vậy chắc chắn là vậy mình đúng là hồ đồ là mình hồ đồ ha 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 sau một phen nổi giận tiên khôn vậy mà dường như bừng tỉnh đại ngộ hưng phấn cười lớn sau đó hắn đột nhiên thân hình nhảy lên lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi rời khỏi đáy viễn cổ tiên trì ngươi nhìn đi mau nhìn đi có nhìn thấy không tên tiên khôn này nào có tự kêu rõ ràng là tên ngốc ha 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 nhìn thấy tiên khôn nhân ảnh mau chóng biến mất trong tầm mắt đàn đàn ôm bụng cười ngặt nghẽo còn quả quyết cho rằng tiên khôn là một tên viễn cổ tinh linh đại ngốc thất sách rồi tên này đúng là ngu bất bình thường. Sở Phong giờ phút này mặt cũng đen lại, không thể không nói. Lần này Sở Phong hắn thất sách, hắn không thể không thừa nhận đã đánh giá cao tên tiên khôn này, đồng thời cũng bị đối phương làm ngu theo. Lãnh chúa đại nhân, lâu vậy rồi viễn cổ tiên châm vẫn chưa bị kích phát, mà tiên khôn đại nhân cũng chưa xuất hiện, có phải do hắn quá ngoan cường nên gặp chuyện bất ngờ rồi không? Chờ đợi trên liên hoa phi thuyền, một vị tinh linh viễn cổ trưởng lão lo lắng nói ra. Có lẽ không đâu, với thiên phú của tiên khôn đại nhân, cho dù không thể kích phát viễn cổ tiên châm, có lẽ cũng không xảy ra chuyện phương nam lãnh chúa lắc đầu đột nhiên một đạo thân ảnh phá nước bay lên vọt thẳng bên trong minh mông xương trắng sau khi nhìn thấy người này đáp xuống phi thuyền phương nam lãnh chúa cũng là mừng lớn vội vàng tiến lên nói tiên khôn đại nhân cuối cùng ngài cũng ra rồi thấy ngài không sao ta cũng yên tâm rồi tiên khôn có chút không vui hỏi phương nam lãnh chúa viễn cổ tiên châm đã bị ta kích phát rồi nhỉ sao người không nghĩ cách báo cho ta mà lại để ta ở dưới đáy tiên chỉ đợi ngu ngốc vậy mà sau khi nghe được lời tiên khôn nói đám người phương nam lãnh chúa giữ người sau đó lương ngơ nhìn nhau kỳ lạ đã kích phát tiên châm rồi không có tiên khôn đại nhân kể từ khi ngài vào viễn cổ tiên trì ta đợi ở đây để quan sát viễn cổ tiên châm không có động tĩnh đừng nói là kích phát phương nam lãnh chúa sau vài giây ngơ ngác liền lắc đầu nói nghe được lời này tiên khôn cũng giật mình sau đó vẻ mặt ngương trọng nói ra phương nam lãnh chúa nếu là vậy vậy thì sợ không phải không có ai kích phát được viễn cổ tiên châm, mà là viễn cổ tiên châm chỗ các ngươi đã hư hại rồi cái gì tiên khôn đại nhân ý ngài là viễn cổ tiên châm phương nam lĩnh vực ta đã hư hại rồi nghe được lời này phương nam lãnh chúa mặt lộ rõ vẻ chấn kinh cùng lúc đó một sự bất an dâng trào lên viễn cổ tiên châm chỉ cần ở dưới đáy tám tiếng tự nhiên sẽ bị kích phát nhưng ta đã ở dưới đáy viễn cổ tiên chỉ ba ngày rồi lại không có chút động tĩnh nào viễn cổ tiên châm của phương nam lĩnh vực các ngươi chắc chắn đã bị hư hại rồi ta đảm bảo tiên khôn khẳng định nói ra trời ạ à, đây nghe được lời này phương nam lãnh chúa bị dọa không nhẹ lãnh chúa đại nhân giờ phải làm sao đây các vị trưởng lão tinh linh viễn cổ đều luống cuống. Tiên Khôn đại nhân, ngươi thật sự chắc là viễn cổ tiên châm đã hỏng rồi sao? Chuyện này không đùa được đâu. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, Phương Nam lãnh chúa lại lần nữa hỏi. Chắc chắn 100% như cách lão S ngày mới về lốc hứa. Tiên Khôn khẳng định chắc nịch. Giờ phút này, bên dưới đáy viễn cổ tiên chỉ lại là một cảnh tượng khiến tinh linh viễn cổ không dám tin xảy ra. Sở Phong ngồi xếp bằng trong đại trận viễn cổ, một tầng lại một tầng lực lượng cường đại không ngừng dung nhập vào trong cơ thể. Đại trận viễn cổ ẩn dưới đáy tiên trì, đang không ngừng phát tán ra tia sáng chói mắt. Ha ha, quả nhiên tên đó đi rồi ngươi liền kích phát được viễn cổ tiên châm, sở phong ngươi thành công rồi, ngươi thành công kích phát được viễn cổ tiên châm rồi. Nhìn thấy một màn này, Đản Đản vô cùng kích động, mừng rỡ như điên. Có thể đột phá đến võ vương không, cảm giác ở đây rồi. Viễn cổ tiên châm bị phát động, tia sáng từ thấp tới cao, bắt đầu dần dần biến hóa. Rốt cuộc, tia sáng xuyên qua mặt nước, xông thẳng lên trời, mọi người có mặt đều chú ý đến loại biến hóa này. Trời ơi, các ngươi nhìn đi. Viễn Cổ Tiên Châm phát sáng rồi. Chuyện gì vậy? Lẽ nào Viễn Cổ Tiên Châm bị kích phát rồi? Là, là Viễn Cổ Tiên Châm bị kích phát rồi. Tốt quá Viễn Cổ Tiên Châm không hư hại. Nhìn xem Viễn Cổ Tiên Châm quang mang bắn ra bốn phía, các trưởng lão Phương Nam lĩnh vực đều là mừng như điên. Phương Nam lãnh chúa không khỏi nhìn sang Tiên Khôn, nói: "Tiên Khôn đại nhân, xem ra ngài tính sai rồi, Viễn Cổ Tiên Châm của Phương Nam lĩnh vực ta không hề hư hại, không thì sao mà kích phát được chứ?" Mặc dù biết bản thân nói sai, nhưng Tiên Khôn lại không chịu thừa nhận ngược lại còn mặt dày nói nhưng bất kể thế nào phương nam lãnh chúa ngươi cũng phải cảm ơn ta nếu không có ta viễn cổ tiên châm này sao mà kích phát được chứ đó là đương nhiên đó là đương nhiên phương nam lãnh chúa cũng không sinh khí đối với ông ta mà nói chỉ cần viễn cổ tiên châm không có hư hao liền tốt ánh lôi màu xanh lá lâu ngày không gặp ngươi cuối cùng lại ghé tới nam phương lĩnh vực ta rồi sao đột nhiên một đạo lôi minh chói tai từ đỉnh chóp viễn cổ tiên châm bộc phát ra khiến cho toàn bộ hư không đều vì đó mà chấn động vậy mà có lôi điện màu vàng là nhân tộc kích phát viễn cổ tiên châm. Lôi điện mạnh ghê, ít nhất có cả trăm tia ấy. Lôi điện màu vàng, là lôi điện màu vàng. Thành công rồi, vậy mà thành công rồi, nhiều năm vậy, nhân tộc ta cuối cùng cũng có người kích phát lôi điện màu vàng rồi. Chúng ta phải tự hào vì vị thiên tài này. Tất cả nhân loại đến viễn cổ tiên chỉ lần này đều là hưng phấn không thôi. Lại là lôi điện màu vàng, lẽ nào Nguyên Thanh thành công rồi? So với người khác, đương gia trưởng lão của Tham Tinh Quan càng thêm kích động, lão ta tin chắc đã viễn cổ tiên châm bị phát động, vậy nhất định liền là đệ tử thiên tài của tham tinh quan nguyên thanh làm ra đây sao lại thế này sao lại thế này tiên khôn rốt cuộc là chuyện gì vì sao viễn cổ tiên châm lại phóng thích ra lôi điện màu vàng ngươi nói đây rốt cuộc là chuyện gì phương nam lãnh chúa sững người phẫn nộ gầm thét viễn cổ tiên châm bao nhiêu năm nay chưa từng bị nhân tộc hay yêu tộc kích phát mà nay lại bị kích phát ở lãnh thổ của ta loại sỉ nhục thế này quốc vương đại nhân sẽ nhìn nhận ta thế nào đây ta cũng không biết là chuyện gì rõ ràng ta giờ khắc này tiên khôn cũng là bối rối cái gì chẳng lẽ nói tại dưới đáy viễn cổ tiên trì có nhân loại tiềm nhập xuống dưới ngươi cũng không có phát hiện à phương nam lãnh chúa ánh mắt sắc bén chất vấn tiên khôn đây ta à, tiên khôn cứng họng không có trả lời được đáng ghét vậy mà lại để nhân loại dạy dỗ ta ta giờ sẽ đi lôi tên đó ra để hắn trả giá vì tất cả những gì hắn đã làm sau khi rõ ràng sự tình đã trải qua tiên khôn mặt đầy phẫn nộ liền muốn lần nữa chui vào trong viễn cổ tiên trì mong muốn đem tên nhân loại phát động viễn cổ tiên châm bắt tới tay nhưng mà đúng lúc này dưới đáy viễn cổ tiên trì đột nhiên vọng lên tiếng gầm thách cực kỳ trói tai mà sau khi âm thanh này vang lên mặt nước viễn cổ tiên trì vốn vẫn luôn tĩnh lặng trở nên dao động mãnh liệt đó là cái gì giọng ai đó khiếp sợ thốt lên lấy viễn cổ tiên trâm làm trung tâm xuất hiện một cái xoáy nước khổng lồ vòng xoáy cuồn cuộn xoay tròn thanh thế ngập trời đồng thời tại bên trong còn có lôi quang phun trào rốt cuộc năm đạo lôi điện từ bên trong vòng xoáy viễn cổ tiên trì nổ bắn ra vây quanh viễn cổ tiên trâm sông thẳng đến thiên không đó là năm đạo lôi điện màu sắc khác nhau, theo thứ tự là tím, kim, lam, đỏ, đen, năm loại màu sắc. Chủ yếu nhất là năm đạo lôi điện kia, phảng phất như có sinh mạng. Trong nháy mắt, hóa thành năm con lôi đình cự thú bộ dáng hung mãnh lại cực kỳ to lớn. Đó không giống như lôi điện bị viễn cổ tiên châm phóng thích ra, rốt cuộc đó là thứ gì? Ta cũng không biết, chưa từng thấy di tượng này. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Ngay khi mọi người đều bị năm con lôi đình cự thú dọa sợ, bọn chúng lại phát ra một trận gầm thét chói tai, sau đó thân thể khổng lồ nhất chuyển mà lần nữa hóa thành năm đạo thần lôi vây quanh viễn cổ tiên châm bay lượn xuống cuối cùng xâm nhập trở lại bên dưới viễn cổ tiên trì sau khi năm đạo thần lôi tiến vào viễn cổ tiên trì mặt nước xáo động bên trên cũng mau chóng ổn định lại lôi điện màu vàng mà viễn cổ tiên châm phóng thích rất nhanh cũng tiêu tán một phương thiên điện này khôi phục yên tĩnh như trước sở phong tiên châm về rồi sở phong ngươi có đang nghe không sở phong xém chút nữa thì đột phá rồi sở phong cũng không có đáp lời đản đản hai mắt vẫn nhắm chặt chẳng trách tên này lại không thèm quan tâm đến ta hóa ra là đột phá rồi ta thấy chắc là do thần lôi đó mà ra rồi nó lại quay về cơ thể ngươi rồi không biết có nắm giữ sức mạnh hay không đàn đản có chút kích động hỏi sở phong cũng không có trả lời mà hơi chuyển động ý nghĩ một chút lôi đình áo giáp liền bao trùm toàn thân thành công rồi giờ ta là nhất phẩm võ vương đôi cánh ngươi vừa mọc ra khí thế không tệ quả nhiên là đã nắm giữ sức mạnh mới cảnh giới tăng lên hai trọng cũng ra gì đấy đàn đản mừng rỡ cười nói thế vẫn chưa là gì Lần này đột phá hình như ta đã có được sức mạnh thần lôi thật sự rồi. Đi, đổi nơi khác, ta thể hiện cho ngươi xem. Trong khi nói chuyện, Sở Phong thân hình khẽ động, chân đạp thanh long tật hành thuật, tốc độ không tưởng tượng nội, nhằm một hướng phóng vút đi. Mau mau mau, mau cho bổn nữ vương xem xem sức mạnh thật sự của thần lôi rốt cuộc là thế nào. Đản Đản cũng là không thể chờ đợi được, liên tục thúc giục Sở Phong. Hắc, đừng vội, ta cho ngươi xem luôn. Sở Phong đắc ý cười. Năm đạo thần lôi thoáng cái xuất hiện bên ngoài cơ thể Sở Phong, lấy Sở Phong làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng xung quanh mà oanh kích. Đây là uy lực thật sự của Lôi Thần sao? Tuy uy lực của thần lôi này vô song, nhưng tiêu hao thể lực quá lớn, nếu không thể đánh trúng đối thủ thì hơi lãng phí đó. Sở Phong, ngươi sao vậy? Ngươi không sao chứ? Sở Phong vừa mới phóng ra một chút thần lôi, thân thể đã vượt quá sức chịu đựng. Thần lôi này thật đáng sợ. Dù cho đàn đàn có hò hét như thế nào, Sở Phong cũng không có đáp lại, Sở Phong hắn đã mất đi ý thức, lâm vào trong hôn mê. Cả cơ thể đang chìm lại xuống đáy tiên trì. Sở Phong, tỉnh đi, mau tỉnh đi, Đáng ghét, sao lại thế này? Xem ra phải dùng sức mạnh cấm kỵ để trị thương giúp Sở Phong rồi. Đây là sức mạnh gì? Sao lại đột nhiên xuất hiện thế? Nhân tộc, không ngờ lúc gặp ngươi lần nữa, lại dẫn đến dị tượng thiên địa, khiến người ta phải thay đổi cách nhìn đấy. Đây là ánh sáng trị thương, xem ra đối phương không có ác ý, vẫn nên dùng bổn thể cho tiện. Hắc, nhân tộc, nhìn thấy ngươi không sao là ta yên tâm rồi, tạm biệt nhé, nhân tộc. Thiếu nữ rất nhanh biến mất khỏi vĩnh cổ tiên trì, ngay cả một điểm khí tức cũng không sót lại đàn đàn chứng kiến tất cả khẽ cười nói sở phong này diễm phúc không tệ giờ khắc này phía trên viễn cổ tiên trì mọi người đều chăm chú quan sát mặt nước viễn cổ tiên trì tất cả đều ý thức được viễn cổ tiên châm bị phát động lần này cùng trước kia khác biệt nên cho dù là viễn cổ tinh linh cũng không dám xen thường không dám tùy tiện xuống nước nhìn đi có người tới kìa đột nhiên có người hô to một tiếng nguyên thanh sư huynh quả nhiên là huynh ha ha ta biết mà nguyên thanh quả nhiên huynh ấy là một thiên tài nhìn thấy nguyên thanh đám người tham tinh qua nhất thời mừng lớn gieo hò không ngừng không ngờ lại thành công khởi phát được viễn cổ tiên châm đây đúng là một đại kỳ tích trong lịch sử của nhân tộc tên của hắn sẽ ghi vào sử sách tất cả mọi người đều phải ghi nhớ vì hắn đã dành vinh quang về cho chúng ta trên thực tế không chỉ có người tham tinh quan mừng rỡ cơ hồ tất cả nhân tộc có mặt cũng là kích động không thôi mọi người bị sao vậy nguyên thanh mặt lộ vẻ ngơ ngác không nhịn được mở miệng hỏi nguyên thanh sư huynh huynh đã thành công khởi phát được viễn cổ tiên trầm lôi điện màu vàng che phủ hết bầu trời hồ tiên chỉ viễn cổ. Đâu chỉ vậy, ngoài lôi điện màu vàng trong truyền thuyết ra, còn xuất hiện năm lôi điện chưa từng có trong ghi chép, đúng là cảnh tượng tráng lệ. Đám đệ tử tham tinh quan, hưng phấn nói ra, viễn cổ tiên châm được khởi phát rồi sao? Nghe được lời này, Nguyên Thành nhíu mày. Tần Nghiễm đi đuổi theo Sở Phong mãi vẫn chưa về, ta sợ Tần Nghiễm gặp bất trắc, nên vẫn ở chỗ cũ chờ đợi, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không xuất hiện. Xem ra đã bị mọi người cho rằng là ta khởi phát được viễn cổ tiên châm rồi. Dù sao chuyện này cũng không ai tận mắt nhìn thấy, chi bằng ta tương kế tự kế nguyên thanh cực kỳ đắc ý hô lớn không sai là ta làm đó nguyên thanh giỏi lắm huynh là niềm kiêu hãnh của chúng ta là hắn sao có thể ta từng gặp tên này trong tiên trì viễn cổ hắn vốn không hề đi vào nơi sâu nhất trong tiên trì viễn cổ lần khởi phát viễn cổ tiên châm này vốn đã khác với trước đây ngươi có thể xác định được điều kiện khởi phát viễn cổ tiên châm của nhân tộc giống với tinh linh viễn cổ ta ư ừ. chuyện này đám tinh linh viễn cổ từng gặp qua nguyên thanh tranh luận không ngớt nhưng không ai có thể xác định không phải nguyên thanh phát động viễn cổ tiên trầm người này vốn không xứng có được vinh quang như hôm nay ta phải giết hắn so với người khác tiên khôn càng thêm giận dữ sợ là không được ngay khi tiên khôn chuẩn bị động thủ một giọng nói bất ngờ vang lên nhìn thấy thiếu nữ xuất hiện trên phi thuyền tinh linh viễn cổ không khỏi sững sờ sau đó vội vàng cùng nhau quỳ xuống hành đại lễ tham kiến công chúa dậy đi dậy hết đi hơi tí là quỳ các ngươi có mệt không hả công chúa đại nhân đó là tên phế vật nguyên thanh Hắn vốn không xứng với việc khởi phát được viễn cổ tiên châm, xin người cho phép ta giết hắn, trừ khử vết nhơ này." Tiên Khôn thỉnh cầu với Tinh Linh công chúa. "Ồ, Phương Nam lãnh chúa, ngươi thấy sao về chuyện này?" Tinh Linh công chúa đưa mắt nhìn Phương Nam lãnh chúa, hỏi ý kiến. "Ờ, công chúa đại nhân, Tiên Khôn đại nhân nói không phải không có lý, không thể giữ lại cái vết nhơ này được." Sau một phen do dự, Phương Nam lãnh chúa nói ra, "Ồ, vậy các ngươi chuẩn bị diệt khẩu hết cả hàng trăm triệu người của lãnh vực phía nam này." các ngươi coi viễn cổ tinh linh ta là cái gì là đao phủ hay là đồ tể với lại viễn cổ tiên châm của chúng ta cũng không phải chưa từng có nhân tộc khởi phát được vạn năm trước thanh huyền thiên của nhân tộc từng làm được nếu nói chỉ cần các chủng tộc khác khởi phát được viễn cổ tiên châm đối với chúng ta đều là nỗi nhục thì nỗi nhục này vạn năm trước đã có rồi nếu các ngươi muốn lau đi vết nhơ nhuốc này thì sợ là phải giết hết tất cả người của võ trì thánh thổ sao không nói gì chẳng lẽ ta nói sai à công chúa đại nhân thanh huyền thiên chính là cường giả mạnh nhất của nhân tộc vạn năm trước là sự tồn tại trước giờ chưa từng có, sao Nguyên Thanh có thể so với Thanh Huyền Thiên? Đột nhiên, Tiên Khôn mở miệng, hắn có thể không giết Nguyên Thanh, nhưng sẽ không thừa nhận, Nguyên Thanh là tồn tại mạnh hơn hắn. "Ta có nói tên Nguyên Thanh đó có thể so bì với Thanh Huyền Thiên không?" Tinh Linh công chúa hỏi lại. "À." Tiên Khôn không nói gì, Tinh Linh công chúa xác thực chưa hề nói qua, Nguyên Thanh có thể cùng sánh ngang với Thanh Huyền Thiên. Tuy Nguyên Thanh không thể so với Thanh Huyền Thiên, nhưng không có nghĩa là trong nhân tộc sẽ không xuất hiện Thanh Huyền Thiên thứ hai, tốt nhất các ngươi nên để tâm đến tâm thái của tộc khác nữa điều nên nói ta đã nói rồi nay người của lĩnh vực phía nam tới ta mong họ có thể rời đi bình yên vô sự ngày sau sống hay chết tốt nhất đều không có quan hệ cùng tinh linh viễn cổ ta đặc biệt là ngươi tiên khôn tốt nhất là đừng làm chuyện ta không mong muốn nếu không ta sẽ khiến người hối hận tinh linh công chúa điểm mặt chỉ tên tiên khôn công chúa đại nhân yên tâm thuộc hạ hiểu ý người tuyệt đối sẽ không để họ xảy ra bất chắc gì phương nam lãnh chúa đứng ra bảo đảm phương nam lãnh chúa cứ yên tâm về lãnh vực phía nam chuyện này ta sẽ nói rõ với phụ vương ta tin ông ấy sẽ không làm khó ngươi Tinh linh công chúa vừa cười vừa nói, thuộc hạ cảm tạ đại ân của công chúa. Nghe được lời này, phương nam lãnh chúa lập tức mừng lớn. Lãnh chúa đại nhân, thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo với ngài. Hỗn láo, công chúa đại nhân tới đây, có chuyện gì quan trọng hơn? Tốt nhất ngươi tự nghĩ cách đi. Lần này tinh linh chúng ta vào tiên trì viễn cổ, 83 người vẫn mãi không xuất hiện, giờ bật vô âm tín, chúng ta sợ họ gặp chuyện bất chắc, thế nên mong lãnh chúa định đoạt. Không cần tìm kiếm nữa, 83 tên kia đã chết rồi. Tinh linh công chúa đột nhiên lên tiếng, Sao? Chết rồi. Công chúa đại nhân, rốt cuộc đây là chuyện gì? Nghe được chuyện này, Phương Nam lãnh chúa khuôn mặt đại biến. Chúng động thủ đã thương người khác và bị người ta giết ngược rồi. Chúng có phẩm hạnh quá kém, sống cũng chỉ là vết nhơ của tinh linh viễn cổ ta, chết cũng là chuyện tốt, thế nên chuyện này đừng truy cứu nữa. Tinh linh công chúa nói ra, không truy cứu nữa. Phải biết rằng tinh linh viễn cổ ta là thế lực không ai dám chọc vào ở võ chi thánh thổ, mà nay lại có người chết trên địa bàn của ta. Ô nhục, công chúa đại nhân kẻ giết người của tinh linh viễn cổ ta chính là tiểu tử nguyên thanh kia phương nam lãnh chúa chỉ về phía nguyên thanh hỏi ha hắn không có bản lĩnh đó tinh linh công chúa cười nhạt nói không phải nguyên thanh vậy là ai chuyện này các ngươi đừng hỏi nữa vâng công chúa đi thôi tiên khôn chúng ta nên đi tỏa tinh linh lĩnh vực tiếp theo thấy mọi người không nói gì nữa tinh linh công chúa nhìn sang tiên khôn hạ lệnh công chúa ở đây vẫn không cảm nhận được viễn cổ tiên hoa sao tiên khôn hỏi nếu viễn cổ tiên hoa dễ tìm như thế thì cũng không được liệt vào làm bảo vật thất truyền tinh linh công chúa có chút thất lạc nói ra công chúa đại nhân giờ người phải đi rồi sao không sai bổn công chúa phải đi rồi ồ có yến tiệc vậy người ăn xong rồi đi nghe được hai chữ yến tiệc tinh linh công chúa lập tức hai mắt tỏa sáng vội nhanh chóng gật đầu đồng ý giờ phút này sở phong vẫn ở bên dưới viễn cổ tiên trì cũng chẳng biết trải qua bao lâu thời gian sở phong mới dần dần thức tỉnh sức mạnh của ta hồi phục rồi đản đản là ngươi làm à sở phong hỏi không phải ta làm đâu hình như là người khác lén ở trong bóng tối giúp ngươi đàn đàn lắc đầu nói người khác nàng ta đã đi rồi đừng để ý chuyện này vội trước ngươi đã dọa chết ta đấy ngươi có biết không có rất nhiều người vì muốn nhanh chóng nắm giữ sức mạnh họ không khống chế được mà bị phản phệ đến chết cái này gọi là tẩu hỏa nhập ma đàn đàn nghiêm khắc trách cứ sở phong sở phong cười khổ thú nhận ta cũng không nghĩ sức mạnh lại đáng sợ như vậy xem ra tuy sức mạnh của thần lôi lớn nhưng cũng không phải thứ giờ tại chạm vào được ngươi cũng vội vàng quá dù sao đây cũng là huyết mạch chi lực thời cơ tới tự ắt nắm giữ được ấy nói thật chứ bổn nữ vương cũng bắt đầu ngưỡng mộ ngươi vì có huyết mạch đặc biệt này rồi ừm sức mạnh thần lôi sớm muộn ta cũng kiểm soát được hoàn toàn sở phong gật đầu nói trước mắt tiên trì viễn cổ sắp đóng cửa nhưng sau khi tần nhiễm cùng vào với ta đã không thấy xuất hiện nữa tuy ta không quan tâm hắn sống chết thế nào nhưng sở phong kia còn trẻ như vậy đã khiến người ta chú ý như thế nguyên thanh sau khi tìm đến địa phương đệ tử thanh mộc nam lâm chú đóng bắt đầu dò hỏi vị trưởng lão này ta nhớ thanh mục nam lâm của ông cũng có một vị đệ tử vào được nơi sâu nhất của tiên trì vĩnh cổ đúng không tại sao không có nhìn thấy hắn nghe được lời nguyên thanh nói công tôn trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi đúng đó sao sở phong đó không xuất hiện đúng vậy sao sở phong đó không xuất hiện cũng có khả năng này lắm năm nào cũng có người chết xem ra năm nay trong số đó chính là sở phong này của thanh mục nam lâm rồi đối với sự trào phúng của đám người tham tinh quan công tôn trưởng lão cùng đám nam lâm đệ tử dẫn đến nghiến răng nghiến lợi nhưng đối phương người đông thế mạnh lại có sự che chở của tham tinh quan mọi người cũng không dám bạo phát chỉ có thể cố gắng nín nhị sở phong ngươi phải trở về an toàn nếu không bọn ta sẽ bị chỉ trích hết nhìn xem bộ dáng phiền muộn của người thanh mộc nam lâm nguyên thanh càng thêm đắc ý cao giọng nói ra thấy chưa thế không phải là không tự lượng sức mình sao mọi người lấy đây làm bài học tuyệt đối đừng học theo sở phong đó không sai chúng ta đều tiếc mạng mình tuyệt đối đừng không tự lượng sức mình làm chuyện dâng mạng mình đi vô ích đám người phía sau cũng là cùng nhau hùa theo xem ra không ít người mong sở phong ta chết nhỉ nhưng mà ngại quá sợ là ta khiến các ngươi thất vọng rồi ngay khi mọi người đều nghĩ sở phong đã bỏ mạng dưới tiên trì thanh âm của sở phong lại đột nhiên vang lên mọi người đợi lâu rồi sở phong sở phong sư đệ không sao là tốt rồi nhìn thấy sở phong vương vi cùng công tôn trưởng lão mừng như điên sao không ngờ tên này vẫn chưa chết chẳng lẽ tần nhiễm so với người thanh mộc nam lâm vui sướng nguyên thanh sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi công tôn trưởng lão chư vị sư tỷ sư huynh ta bị lạc ở trong nơi sâu nhất ở tiên trì viễn cổ thế nên lối ra không đúng lắm, làm mọi người lo, thật sự xin lỗi. Sở Phong mỉm cười, thi lễ với nhóm người công tôn trưởng lão. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Lạc Ư, người vào trong tiên trì viễn cổ nhiều như vậy, sao lại lạc mất phương hướng, đúng là thực lực kém cỏi. Đột nhiên, Nguyên Thanh mở miệng châm biếm. Ồ, nói vậy thì năm nay người vào nơi sâu nhất trong tiên trì viễn cổ, chỉ có mình ta lạc thôi sao? Ngươi, không đúng, tần nhiễm của tham tinh quan đâu? Các ngươi cùng vào trong tiên trì viễn cổ mà, sao giờ không thấy tần quảng đâu? chẳng lẽ hắn cũng lạc giống ta ngươi cái đồ không phải tên tần nghiễm đi truy sát sở phong sao giờ hắn đâu nhỉ đến nay tần nghiễm vẫn chưa thể hiện thân sở phong lại an nhiên như vậy vậy chắc chắn tần nghiễm đã gặp phải bất chắc tên khốn này muốn lấy đó để sỉ nhục tham tinh quan của ta sao tần nghiễm sư huynh ta ngươi không thể sỉ nhục được nguyên thanh bùng nổ ra uy áp võ vương nhị phẩm tựa như dã thú hung mãnh vô hình hướng sở phong ép tới ồ sỉ nhục ngươi xứng sao sở phong lạnh nhạt đáp trả không chút sợ hãi Công tôn trưởng lão sắc mặt ngương trọng, nguyên thanh này vừa tới đã sát khí đùng đùng, giữa bọn họ xảy ra chuyện gì rồi? Trước khi mọi việc không thể làm gì được, ta phải ngăn hành động hồ nháo của nguyên thanh lại. Nguyên thanh tiểu hữu, nơi này là địa bàn của viễn cổ tinh linh, mệnh lệnh cấm nhân tộc và yêu tộc ngang ngược chiến đấu ở đây, vẫn mong ngươi. Công tôn trưởng lão, chuyện này mong ngươi đừng nhiều chuyện, hay là việc tần nhiễm mất tích, thanh mục nam lâm ngươi cũng có phần. Thấy công tôn trưởng lão đứng ra che chở sở phong, nguyên thanh ngay lập tức cả vú lấp miệng em. Đây, đây bị nguyên thanh trụ mũ tội danh công tôn trưởng lão tức đến á khẩu không sao sở phong đứng phía sau bất ngờ lên tiếng chấn an công tôn trưởng lão sở phong tiến lên phía trước trong cơ thể sở phong đồng dạng phát ra uy áp hung mãnh sau khi uy áp của sở phong xuất hiện lại trực tiếp đem uy áp của nguyên thanh triệt tiêu đệ tử của nam lâm này mà cũng là võ vương đối với một màn bất thình lình này tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình sở phong ngươi đột phá rồi đối với tu vi bây giờ của sở phong công tôn trưởng lão kích động hỏi vận may tốt quả thực đột phá trong tiên trì này rồi. Đối với ánh mắt của mọi người, Sở Phong cười mỉm nói ra. Không không, ngươi đây là quá khiêm tốn. Ha ha ha, tốt, vậy là quá tốt. Sở Phong đột phá võ vương rồi. Sau khi nghe Sở Phong xác nhận tu vi hiện tại, đệ tử Nam Lâm có mặt hò reo không ngừng. Nguyên Thanh sắc mặt vô cùng khó coi. Tên này chỉ là nhất phẩm võ vương mà hóa giải được uy lực của ta quả không đơn giản. Hắc muốn dùng tần nhiễm ép ta. Khoan nói tới việc tần nhiễm đã bị viễn cổ tinh linh giết rồi, cho dù bọn họ tìm ra thị thể của tần nhiễm thì sao? hai vị thí luyện tiên trì đã kết thúc các vị thí luyện đã kết thúc mau quay về chiến hạm tư không tiền bối người có tâm sự gì trên đường trở về sở phong tiến đến hỏi thăm tư không trích tinh sở phong à không ngờ ngươi lại có thể đột phá tới nhất phẩm võ vương ở đây theo ước định trước đó năm nay ta sẽ đưa ngươi và vương vi bọn họ cùng vào thanh mục sơn nhìn thấy sở phong tư không trích tinh khẽ mỉm cười chỉ là lẽ nào bởi vì nguyên thanh xúc phát vĩnh cổ tiên châm sở phong liền trực tiếp hỏi thẳng vào sở phong tiểu hữu đúng là nhanh nhẹn Tham Tinh Quan ngoài mặt không làm khó Thanh Mộc Nam Lâm ta. Thực ra bọn họ vẫn luôn muốn san bằng Thanh Mộc Nam Lâm ta, chỉ là chưa có lý do và thời cơ hợp lý. Dù sao bất kể Thanh Mộc Nam Lâm ta xa suốt thế nào, cũng là thế lực chính thống của Thanh Mộc Sơn. Bọn họ muốn động vào chúng ta cũng cần lý do thích hợp. Đến nay nguyên thanh của Tham Tinh Quan đã xúc phát viễn cổ tiên châm, sau này thật sự không biết lúc này Tham Tinh Quan sẽ ra tay với Thanh Mộc Nam Lâm ta. Nhưng thứ ta lo nhất là ân oán giữa ngươi và nguyên thanh. Nguyên thanh đó vốn thiên phú siêu việt thêm là thế lực của tham tinh quan tại thanh mộc sơn nếu hắn muốn đối phó ngươi sợ là ngươi chịu khổ mà bây giờ hắn phát động viễn cổ tiên châm tiến vào thanh mộc sơn liền càng như cá gặp nước cho nên ta lo nhất vẫn là nguyên thành đối phó ngươi tư không trích tinh không nhịn được lo lắng thở dài một hơi nếu là vậy tư không tiền bối có thể yên tâm rồi sở phong khẽ cười nói yên tâm sở phong ngươi đối với lời sở phong vừa nói tư không trích tinh có chút không hiểu viễn cổ tiên châm đó không phải nguyên thanh phát động mà là ta phát động sở phong gãi đầu thú nhận cái gì sở phong ngươi mới nói gì nói lại coi tiền bối giọng người to quá chuyện này ta vốn định giữ bí mật ta lập hộ trận cách âm rồi nói xin lỗi là ta nghĩ không chú đáo tư không trích tinh có chút ngượng ngùng nói ra viễn cổ tiên châm đó là ta phát động ha 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 vậy thì quá tốt thật là quá tốt ta biết mà nguyên thanh của tham tinh quan đó sao so được với sở phong của nam lâm ta giờ khắc này tư không trích tinh mừng như điên sở phong nếu là ngươi xúc phát sao ngươi không lật tẩy nguyên thanh lại để hắn không công lấy cái lợi này sau khi mừng như điên tư không trích tinh không nhịn được hỏi tư không tiền bối vãn bối có nỗi khổ tâm sở phong cũng không giấu mà thuật lại chuyện phát sinh ở bên dưới đáy viễn cổ tiên trì một năm một người kể rõ với tư không trích tinh tức là là viễn cổ tinh linh giết tần nhiễm hơn nữa viễn cổ tinh linh còn chuẩn bị truy sát người phát động viễn cổ tiên trâm phải nhưng ta không ngờ nguyên thanh sẽ trở thành người phát động viễn cổ tiên trâm trong mắt mọi người nhưng nghĩ lại ta vừa hay có thể thông qua nguyên thanh quan sát chút xem viễn cổ tinh linh rốt cuộc định làm gì nhân loại đã phát động viễn cổ tiên trầm nếu bọn họ giết nguyên thanh vậy thì thôi nếu bọn họ bỏ qua cho nguyên thanh không để ý tới chuyện này vậy ta cũng sẽ không để nguyên thanh hưởng lợi không công như vậy sẽ có một ngày ta sẽ khiến hắn nôn ra toàn bộ những món lợi mà mình đã nuốt sở phong nói ra sở phong ý ngươi là tư không trích tinh tự hồ nghĩ đến cái gì ở thanh mộc sơn cũng có viễn cổ tiên trì chỉ. chỉ cần ta phát động viễn cổ tiên châm ở đó mà nguyên thanh không phát động được vậy lúc đó chân tướng rõ ràng rồi ta nghĩ tới lúc đó nguyên thanh không chỉ danh tiếng rơi rớt mà cả tham tinh quan cũng dính liên lụy chắc không cần ta ra tay nguyên thanh cũng rất khó tiếp tục ở lại thanh mộc sơn rồi sở phong nói ra ha ha nguyên thanh tự cho là nhặt được món hời không ngờ lại trở thành bia đỡ đạn của sở phong ngươi sau khi nghe sở phong giải thích tư không trích tinh cười đến không khép được miệng nhưng mà trước khi vạch trần lời nói dối của nguyên thanh sợ là khó tránh sẽ chịu sự sỉ nhục từ hắn sở phong lúc này bất đắc dĩ cười khổ nói không ngươi yên tâm khoảng thời gian này không ai dám sỉ nhục ngươi chỉ cần ngươi dám làm được việc này tư không trích tinh lúc này đột nhiên nói ra tư không tiền bối ngươi nói là việc gì sở phong không hiểu hỏi đợi ta ở đây đây là việc mà ta nói còn lại phiền ngươi rồi ta hiểu rồi tư không tiền bối chuyện ngài nói rốt cuộc là sở phong không nhịn được hiếu kỳ tiếp tục hỏi sở phong có lẽ ngươi biết bách lý huyền không là ai chứ tư không trích tinh cũng không trả lời mà hỏi lại sở phong đương nhiên bách lý huyền không là trưởng giáo đời đầu của thanh mộc nam lâm ta là tổ sư khai sơn của thanh mục nam lâm năm đó ngài ấy là sư huynh của thanh mộc sơn trưởng giáo có địa vị cực cao trong thanh mộc sơn là do thanh mộc sơn trưởng giáo nhiều vả mới lập ra thanh mục nam lâm sở phong chẳng chút khó khăn nói ra một lượt bách lý huyền khâu trưởng giáo đầu tiên của thanh mục nam lâm là vị trưởng giáo có nhiều truyền kỳ nhất trong lịch sử thanh mộc nam lâm năm đó khi bách lý huyền không còn sống trong tứ lâm nam lâm mạnh nhất thậm chí ba lâm còn lại còn không đáng so với nam lâm bởi vì khoảng cách quá xa nhưng sau khi ngài mất thanh mộc nam lâm như rắn mất đầu sau khi không còn sự bao bọc của vị cường giả tuyệt thế tác đời của thanh mộc nam lâm càng xa suốt đến tận hôm nay là yếu đến đáng thương thành cho cười trong mắt mọi người sở phong ngươi có từng nghĩ với sức mạnh và sức ảnh hưởng của bách lý trưởng giáo cho dù sau khi ngài chết thanh mộc nam lâm ta cũng không xa suốt đến mức này không tư không trích tinh đột nhiên hỏi sở phong không giấu tiền bối vãn bối có từng nghĩ đúng là lạc đà gầy dù chết còn to hơn ngựa béo bách lý trưởng giáo giỏi như vậy thế lực mà ngài để lại không đến mức thành ra thế này mới đúng sở phong nghiền ngẫm nói ra sự việc lại hoàn toàn trái với những gì ngươi nghĩ bách lý trưởng giáo không để lại truyền thừa gì trong thanh mục nam lâm cũng không bồi dưỡng hậu bối ưu tú thậm chí trưởng giáo thừa kế thanh mục nam lâm cũng chỉ là tùy tiện chọn một người tiếp tay thôi đồng thời ta còn nghe nói khi bách lý trưởng giáo sắp lâm chung còn đặc biệt căn dặn nhóm bạn tốt mặc kệ thanh mục nam lâm nghèo túng đến loại trình độ nào đều không được trợ giúp nhưng cũng thỉnh cầu bọn hắn không thể để cho thanh mục nam lâm diệt vong thậm chí lúc ấy còn cùng thanh mục sơn trưởng giáo nói qua bất cứ đời nào cũng phải để cho thanh mục nam lâm truyền thừa tiếp Tư Không Trích Tinh nói ra, "Đây, Bách Lý trưởng giáo sao lại làm vậy?" Sở Phong đúng là nghi hoặc không hiểu. "Ta cũng không rõ, Bách Lý trưởng giáo tuy chưa từng truyền thừa cho Thanh Mộc Nam Lâm cái gì, nhưng lại để lại vài thứ." "Vũ Hóa Tông ngươi biết chứ?" Tư Không Trích Tinh hỏi, "Vãn Bối biết, Vũ Hóa Tông và Tham Tinh Quan giống nhau, đều có thực lực ngang hàng với Ba Lâm Đông Tây Bắc." Sở Phong nói ra, "Bách Lý trưởng giáo của chúng ta, cùng khai tông tổ sư của Vũ Hóa Tông, chính là đôi bạn tri kỷ, năm đó trước lúc trưởng giáo Lâm Trung từng lập một tòa tháp ở Vũ Hóa Tông, tên là nam lâm chi tháp ngài ấy để lại một tín vật trên đỉnh nam lâm chi tháp bọn họ ước định chỉ cần ngày sau người của thanh mục nam lâm lấy được tín vậy đó vậy thì vũ hóa tông nhất định phải có nạn cùng chịu đồng sinh cộng tử với thanh mục nam lâm nhưng cũng như đồng dạng nếu như trong nam lâm không có người lấy được tín vật vậy vũ hóa tông và thanh mục nam lâm đường ai lấy đi sẽ không giúp thanh mở oc nam lâm tư không trích tinh giảng giải nguyên lai like bách lý trưởng giáo lúc ấy liền đã đoán được nam lâm sẽ có ngày trở nên như vậy bách lý trưởng giáo là một trí giả chân thật năm đó ngài lập ra thanh mục nam lâm là vì chờ đợi một tuyệt thế kỷ tài là một người có thể ảnh hưởng tới võ chi thánh thổ có thể nói thanh mục nam lâm chính là vì người này mà sáng tạo mà bây giờ người này đã xuất hiện hắn chính là ngươi tư không trích tinh nhìn sở phong nói ra chỉ là tư không tiền bối nhiều năm qua rồi ngài có thể đảm bảo vũ hóa tông của bây giờ vẫn sẽ tuân thủ ước định của hai vị khai tông tổ sư sao sở phong có chút bận tâm hỏi điểm này ta cũng nghĩ qua dù sao thời gian qua lâu như vậy rồi bất quá Vũ Hóa Tông cùng Thanh Mộc Nam Lâm ta khác biệt, bắt đầu từ khai tông tổ sư Vũ Hóa Tông, tuyển chọn lịch đại. Tông chủ đều rất đặc thù, bọn họ lựa chọn người chưa chắc đã là xuất chúng nhất, nhưng phẩm hạnh sẽ tốt nhất. Tuy sau khi Bách Lý trưởng giáo mất, Vũ Hóa Tông không có giao dịch gì nhiều với Thanh Mộc Nam Lâm, nhưng ta tin, mỗi đời trưởng giáo của Vũ Hóa Tông sẽ nhớ tới ước định mà tiên tổ đặt ra. Tư Không Trích Tinh nói ra, như vay chúng ta đành tin Bách Lý trưởng giáo một lần vậy. Sở Phong thản nhiên cười, cũng không có nghĩ nhiều nữa. Được, vậy giờ chúng ta sẽ xuất phát tuy là hành vi của bách lý trưởng giáo hơi khó hiểu nhưng bất kể thế nào mình lại có niềm tin mãnh liệt vào ngài trải qua mấy ngày phi hành sở phong cùng tư không trích tinh cuối cùng đã nhìn thấy vũ hóa tông hiện ra trước mắt vũ hóa tông tọa lạc trên một cái dãy núi gọi là vũ hóa sơn tư không trưởng giáo kể từ 78 năm trước sau khi ngươi tới vũ hóa tông ta đây là lần thứ hai ngươi tới vũ hóa tông ta đúng là một vị khách quý tiếp đón hai người sở phong chính là một vị đương gia trưởng lão của vũ hóa tông ha chu trưởng lão đúng là nhớ kỹ ghê lúc đó chu trưởng lão vẫn chỉ là một vị võ quân mà giờ ngươi đã thành bán đế rồi tư không trích tinh cười nói đúng đó lúc đó ta chỉ là một đệ tử bé tí mà giờ ta đã lên đến vị trí trưởng lão rồi nhưng cũng nhờ có sự bồi dưỡng của vũ hóa tông ta không thì cũng không có được thành tựu như hôm nay chu trưởng lão có chút đắc ý nói ra nói vậy nhưng cũng là do thiên phú chu trưởng lão tốt không thì cho dù bồi dưỡng thế nào cũng không thể tới được bán đế cảnh tư không trích tinh có chút đề cao đối phương ha 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 chu trưởng lão của vũ hóa tông càng thêm đắc ý cười sau đó chủ động hỏi, Tư Không trưởng giáo, ta biết ngài chắc chắn là người không có việc gì không tới làm phiền, không biết hôm nay đến Vũ Hóa Tông ta là vì chuyện gì. Nếu Chu trưởng lão đã nói vậy, vậy ta cũng không vòng vo vò nữa, lần này ta tới đây là vì Nam Lâm Trì Tháp. Tư Không Trích Tinh nghe vậy nói thẳng mục đích lần này tới Vũ Hóa Tông, Ồ, Nam Lâm Trì Tháp. Ta nhớ không nhầm, lần trước Tư Không trưởng giáo tới Vũ Hóa Tông ta cũng là vì Nam Lâm Trì Tháp. Nhưng lúc đó đệ tử ngươi mang theo hình như thất bại rồi, lần này lại chuẩn bị để vị đệ tử này thử sao? chu trưởng lão trong lúc nói chuyện ánh mắt nhìn về phía sở phong đúng là tới vì nam lâm chi tháp không biết chu trưởng lão có tiện ai tư không trưởng giáo nói gì vậy tuy chỉ là trưởng lão nhưng ta vẫn nhớ rõ ước định giữa hai vị tổ sư mời tư không trưởng giáo đi theo ta sở phong vũ hóa tông không so với tham tinh quan tuy là ước định mà tiên tổ để lại nhưng giờ là chúng ta đang cầu người ta hơn nữa nhiều năm trôi qua như vậy vãn bối hiểu người dưới mái hiên không thể không cúi đầu vãn bối vẫn biết nặng biết nhẹ trừ khi ngươi lấy được tín vật không thì bọn họ vĩnh viễn coi khinh chúng ta, thế nên lát nữa nếu bọn họ làm khó chúng ta cũng là bình thường. chúng ta đây là Nam Lâm Chi Tháp năm đó Huyền không tiền bối xây, bọn họ đang làm gì vậy? bọn họ đang nhờ năng lượng ngoài tòa tháp để tôi luyện cơ thể. cửa của Nam Lâm Chi Tháp vậy mà vẫn còn mở, điều này nói rõ người của võ hóa tông không chỉ có thể lợi dụng Nam Lâm Chi Tháp để tu luyện, còn có thể ra vào Nam Lâm Chi Tháp. hành động này là không tôn trọng thanh mục Nam Lâm, đúng là hơi quá đáng. Chu trưởng lão cũng không thể nhìn sắc mặt của hai người Sở Phong mà là nói a à xíu thì quên lúc này là thời gian đệ tử nòng cốt vũ hóa tông ta tu luyện hai vị đợi ở đây chút đi chu trưởng lão phải đợi bao lâu sở phong hỏi trước khi trời tối đó chu trưởng lão thản nhiên trả lời trước khi trời tối sở phong không khỏi giữ người chu trưởng lão chúng ta chỉ là vào nam lâm chi tháp chẳng ảnh hưởng bọn họ tu luyện giờ vào không được sao sở phong hỏi sợ là không được tòa trận pháp này một khi di chuyển bọn họ sẽ bị làm phiền nếu bị làm phiền dễ gây tổn thương cho cơ thể trách nhiệm này ta không gánh nổi chu trưởng lão kiên quyết từ chối ngay lúc này tư không trích tinh nhanh miệng nói khi tu luyện an toàn là quan trọng nhất bọn họ ta có thể đợi ở đây ừm vẫn là tư không trưởng giáo hiểu chuyện nếu đã vậy các người đợi ở đây đi ta còn chuyện phải xử lý không phục bồi nữa trưởng giáo không ra tiếp đãi thì thôi đến cả một trường lão cũng ngang ngược vậy thanh mộc nam lâm các ngươi đúng là bị người khác khinh thường ghê đàn đàn nhịn không được lên tiếng yên tâm đi nếu ta đã gia nhập thanh mộc nam lâm thì chính là đệ tử của thanh mộc nam lâm rồi sẽ có một ngày ta sẽ khiến những người coi thường thanh mộc nam lâm phải hối hận sở phong cũng là bất bình không kém ừm bản lĩnh của người ta biết chỉ cần ngươi trưởng thành thì vũ hóa tông nhỏ nhoi này là thá gì chỉ là ta thật sự không hiểu lão già tên bách lý huyền không đó trực tiếp truyền thủ đoạn của mình cho thanh mộc nam lâm là được còn làm phiền như vậy đàn đàn rất là khó hiểu nói các ngươi là ai sao lại tới đây các vị bạn hữu lão phu là tư khâu trưởng giáo của thanh mộc nam lâm đây là đệ tử sở phong của tông ta Đến đây là muốn để đệ tử Sở Phong của tông ta vào trong Nam Lâm chi tháp, lấy một món đồ." Tư Không Trích Tinh nói ra. "Nam Lâm chi tháp? Trưởng giáo tiền bối ngươi có nhầm không? Nam Lâm chi tháp này là cấm địa tông ta, người ngoài không được phép vào." Một tên đại hán lạnh giọng nói. "Cái gì? Cấm địa của Vũ Hóa tông ngươi? Lẽ nào trưởng giáo các ngươi không nói cho các ngươi, là ai tạo ra Nam Lâm chi tháp sao? Lẽ nào các ngươi không thấy bốn chữ to Nam Lâm chi tháp sao?" Sở Phong không nhịn được chất vấn. "Nam Lâm chi tháp" là trưởng giáo đầu tiên của thanh mộc nam lâm ngươi bách lý huyền không xây như này thì liên quan gì tới thanh mộc nam lâm ngươi tên đại hán đệ tử vũ hóa tông hỏi vặn lại chỗ này nếu đã là nơi nam lâm tổ sư ta xây đương nhiên là vật của nam lâm ta sở phong trả lời lời này ngươi nói không đúng thiên hạ chân bảo vô số nhưng bất kể là ai tạo ra chỉ cần giờ vào tay ai thì là của người đó giờ nam lâm chi tháp là ở vũ hóa tông ta chứ không phải ở thanh mộc nam lâm ngươi ngươi nói nam lâm chi tháp là của ngươi sao ngươi không nói vũ hóa tông ta đều là của ngươi tên đại hán lạnh giọng chất vấn đúng đó từng gặp kẻ không biết xấu hổ nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy mấy tên đệ tử vũ hóa tông cũng là hùa theo nhục nhã sở phòng chư vị tiểu hữu nam lâm chi tháp này là của ai trong lòng trưởng giáo các ngươi biết rõ chưa đến lượt các ngươi làm chủ hôm nay ta đến đây là thông qua sự đồng ý của chu trưởng lão vẫn mời chư vị tiểu hữu nhường đường cho đúng lúc này tư không trích tinh sẵn giọng nói chu trưởng lão nghe được tên vị trưởng lão này những tên đệ tử vũ hóa tông có hơi sững người đưa mắt nhìn nhau chuyện này không chỉ thể nghe lời mình ngài được nếu chu trưởng lão bảo các ngươi tới đây vậy ngài hãy bảo chu trưởng lão tới đây nếu như ngài ấy thật sự đồng ý với các ngươi thì ta sẽ để các ngươi vào không thì chúng ta sẽ không cho các ngươi vào nam lâm chi tháp đầu các ngươi tư không trích tinh sinh khí không nhẹ nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống sau đó nói với sở phong ở đây đợi ta ta đi rồi về sở phong mấy tên đệ tử này kiểu gì vậy chu trưởng lão nên hiểu rõ hắn không nói rõ với những đệ tử này lại dẫn các ngươi đến đây xong đi luôn theo ta thấy là bọn họ cố ý gây sự đây vũ hóa tông này đúng là không dễ đối phó khoan nói đến việc sau khi ngươi lấy được tín vật bọn họ có hay không nhận nợ giờ còn chẳng cho ngươi cơ hội lấy được tín vật ấy chứ đàn đàn tức giận gầm thét không sao ta tự có cách sở phong đưa tay lên cao một tầng kết giới chi lực nổi lên tên này làm gì vậy đám đệ tử vũ hóa tông khó hiểu hỏi nhau này dừng tay cho ta ngươi tưởng đây là chỗ nào thế đây là cấm địa của vũ hóa tông ta là nơi người có thể tùy ý sắp xếp trận pháp chắc nhìn thấy một màn trước mắt đám đệ tử vũ hóa tông ngay lập tức chỉ trích sở phong sở phong lạnh giọng nói đám phế vật tự cho mình là đúng như các ngươi có dám vào không ai nha ngươi đang dọa nạt bọn ta đó à đúng là không biết sống chết muốn chết vậy thì thành toàn ngươi thấy đám đệ tử vũ hóa tông tiến vào trong cung điện kết giới sở phong liền đem cửa vào cung điện phong tỏa lại tên nhóc này ta không đánh kẻ vô danh tiểu tốt nói cho ta biết ngươi tên gì một tên đệ tử vũ hóa tông cao ngạo chỉ tay hỏi sở phong hỏi ta tên là gì sao sở phong thân hình khẽ động thoáng cái biến mất tại chỗ cái cái gì ngươi đang hỏi thái độ của ta đó à khi thân ảnh sở phong xuất hiện lần nữa nắm đấm đã cận kề mặt tên đệ tử vũ hóa tông trước đó ta sẽ cho biết ai là kẻ mạnh ngươi tên khốn ngươi một màn này khiến tên đệ tử vũ hóa tông sợ ngây người hắn vậy mà ngay cả một quyền của sở phong cũng không ngăn được hắn thế chính là đệ tử hạch tâm của vũ hóa tông sau khi đánh gục tên đệ tử vũ hóa tông đầu tiên sở phong cũng không có dừng tay sau đó chỉ thấy sở phong tựa như một đạo quang mang liên tục lướt qua lướt lại trong cung điện kết giới mà đám đệ tử vũ hóa tông đồng dạng như tên đệ tử đầu tiên liên tục bị sở phong một quyền nện văng ra xa chỉ trong nháy mắt mấy tên đệ tử vũ hóa tông có tu vi nhất phẩm võ vương bị sở phong đơn giản hạ gục hai tên đệ tử có tu vi nhị phẩm võ vương cũng ăn phải thiệt thòi cực lớn ngươi 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 khốn nạn dám ra tay với ta hôm nay ngươi đừng hòng sống thoát ra khỏi vũ hóa tông tên đệ tử vũ hóa tông tu vi nhị phẩm võ vương điên tiết gầm lên ta có thể sống sót rời khỏi vũ hóa tông không không phải các ngươi nói là được nhưng các ngươi có sống sót rời khỏi đây không thì phải do ta quyết định ngươi có tin không giờ ta có thể giết các ngươi hơn nữa khiến cho các ngươi không còn xương thịt trong khi nói chuyện sở phong hai mắt tràn đầy sát khí tựa như gió lốc từ trong cơ thể bão phát ra tràn ngập toàn bộ cung điện kết giới cảm giác này cảm nhận được sát khí dày đặc đám đệ tử vũ hóa tông đều là ngậm miệng lại câm như hến quỳ hết xuống cho ta đột nhiên sở phong lạnh giọng quát lớn nhìn dáng vẻ này của các ngươi các ngươi không phải phế vật thì là gì nhìn xem đám đệ tử vũ hóa tông quỳ gối trước mắt sở phong không khỏi cười lạnh một tiếng rốt cuộc ngươi là ai chúng ta không thủ không oán với thanh mộc nam lâm sao ngươi lại làm vậy với bọn ta đột nhiên một nữ đệ tử vũ hóa tông rất là do dự mở miệng là ai ta có thể nói cho các ngươi biết ta là sở phong sở phong lạnh nhạt đáp hiện tại các ngươi tính mạng đều tại trên tay của ta chư vị không bằng chúng ta làm giao dịch đi giao dịch nghe thấy có đường sinh cơ Đám đệ tử Vũ Hóa Tông đồng loạt hỏi, "Giao dịch? Giao dịch gì?" "Ta nghĩ, nhất định các ngươi sẽ không muốn cho người khác biết, các ngươi bị đệ tử của Thanh Mộc Nam Lâm giáo huấn, đồng thời còn quỳ trước ta đúng không?" Sở Phong hỏi, "Đây, đúng là như vậy. Nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của bọn ta sẽ mất sạch, Vũ Hóa môn mặt mũi cũng không còn. Vậy đi, các ngươi để ta vào tháp Nam Lâm, ta sẽ giữ bí mật chuyện này. Nếu không ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện các ngươi quỳ đơn giản như thế nữa." Đệ tử Vũ Hóa Tông sau một phen do dự nhìn nhau hội ý cuối cùng tập thể gật đầu nói được chúng ta hứa với ngươi vậy là đúng rồi chỉ thương thế của bọn ngươi đi nếu không bị người của vũ hóa môn nhìn thấy hỏi ra là bị ai đánh chắc các ngươi sẽ không dễ giải thích đâu sau khi tán đi cung điện kết giới sở phong phát hiện tư không trích tinh vẫn chưa có quay trở về đồng thời nơi này cũng không có ai khác đến đợi đến khi trăng đã điểm trên bầu trời tư không trích tinh mới quay trở lại trưởng giáo đại nhân cuối cùng người cũng trở về rồi sở phong để ngươi đợi lâu rồi chu trưởng lão có việc phải xử lý nhưng đã sắp xếp chỗ ở cho chúng ta rồi. Nay chúng ta ở một tối đã đợi Chu trưởng lão xong việc, chúng ta sẽ mời Chu trưởng lão đến bàn giao cùng mấy vị tiểu hữu Vũ Hóa tông. Tư Không Trích Tinh bất đắc dĩ nói ra, Vũ Hóa tông cố tình làm khó Thanh Mộc Nam Lâm ta, lấy tín vật trước đã rồi nói. Trưởng giáo đại nhân, lúc ông rời đi, vì lời giải thích của ta, sư huynh sư tỷ của Vũ Hóa môn đã hứa cho ta vào tháp Nam Lâm rồi. Sở Phong đứng bên dưới hô to, "Sao? Họ đồng ý rồi?" Nghe được lời Sở Phong vừa nói, Tư Không Trích Tinh không dám tin hỏi lại tư không tiền bối trước kia là ta sai ở tại đây ta xin lỗi ngài mong ngài tha cho chúng ta vũ hóa tông đệ tử vậy mà cùng nhau chấp tay thi lễ nhận lỗi với tư không trích tình nếu chư vị tiểu hữu đã cho phép vậy sở phong vào trong để lấy đồ mà tiên tổ đã để lại đi tư không trích tình nói ra tuân lệnh sở phong liền hướng nam lâm chi tháp bước tới đợi đã nhưng mà đúng lúc này một giọng nói đột nhiên từ phía thiên không vọng xuống cùng lúc một đạo thân ảnh từ phía xa đang cấp tốc phóng xuống chỗ mấy người sở phong đang đứng đó là một vị nữ tử không biết tuổi tác ra sao, nhưng vóc dáng chỗ lồi chỗ lõm, khuôn mặt cũng là bảo dưỡng không tệ. Bái kiến tông chủ phu nhân. Sau khi nhìn thấy nữ nhân này, Tư Không Trích Tinh vậy mà ôm quyền thi lễ. Tông chủ phu nhân. Sở Phong có chút giật mình kinh ngạc, sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc này, e rằng lại có chuyện đây. Tư Không trưởng giáo, liên quan đến giao hẹn của tiên tổ Vũ Hóa môn với tiên tổ của Nam Lâm, ta rất rõ. Nhưng cách biệt đã nhiều năm, Thanh Mộc Nam Lâm mãi không thể lấy được tín vật trong tháp Nam Lâm đó, như thế chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi ta thấy thôi thì tốt nhất đừng tới nữa việc này nói một câu dễ nghe thì mãi mãi không bỏ nhưng nói khó nghe thì đúng là tự đi chuốc nhục vị tông chủ phu nhân mặc dù mỉm cười nhưng lời nói lại cực kỳ khó nghe sao ngươi biết lần này thanh mộc nam lâm ta sẽ trở về trong thất bại đúng lúc này sở phong mở miệng đối với hắn mà nói tôn nghiêm nhất định phải do mình thủ hộ nha dám nói chuyện với ta như vậy có dũng khí đấy ngươi chính là đệ tử chuẩn bị vào trong tháp thanh mộc nam lâm à xem ra khá tự tin đấy tông chủ phu nhân cũng không có sinh khí ngược lại kinh ngạc nói ra sau đó bà ta nhìn sang tư không trích tinh nói tư không trưởng giáo chắc là ông đưa hắn tới vậy chắc chắn là ông có chút niềm tin với hắn nếu đã vậy chi bằng chúng ta làm một giao hẹn xem sao giao hẹn gì tư không trích tinh cẩn thận hỏi lại ta cho đệ tử của ông vào trong tháp nam lâm nhưng đây cũng là lần cuối nếu hắn lấy được tín vật trong tháp nam lâm ra thì thôi nhưng nếu không lấy được thì từ nay trở đi tháp của nam lâm sẽ thuộc quyền sở hữu của vũ hóa tông ta cũng tên là tháp vũ hóa ông thấy sao tông chủ phu nhân cười tủm tỉm nói ra yên tâm ta nhất định sẽ lấy được sở phong tự tin chấn an tư không trưởng giáo ta hứa với ngươi được nếu đã vậy thì ngươi đi đi nhưng mà ngay khi sở phong còn chưa tiến đến cửa nam lâm chi tháp một đạo kim quang bất ngờ từ trên trời giáng xuống chắn trước cửa vào nam lâm chi tháp đây vậy mà là một cái nữ tử trẻ tuổi nhìn khuôn mặt cùng vóc dáng của nàng ta hoàn toàn xứng đáng là một vị đại mỹ nhân bất quá so với dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử này tu vi của nàng ta càng khiến sở phong thêm chú ý vậy mà là một vị tam phẩm võ vương bài kiến đại sư tỷ bạch nhược trần sau khi nhìn thấy nữ tử này đám đệ tử vũ hóa tông có mặt vội vàng đồng thanh hô lên đại sư tỷ tư không trích tinh có chút giật mình nhược trần sao ngươi lại tới rồi đúng lúc này tông chủ phu nhân đột nhiên mở miệng mẫu thân tháp nam lần này đến ta còn không đi lên đỉnh được dựa vào đâu hắn có thể muốn lên cũng được nhưng phải đánh bại bạch nhược trần ta nếu không thì không có tư cách nữ tử gọi là bạch nhược trần lạnh giọng nói ha nữ nhi của ta cứ mãi không hiểu chuyện như vậy, như lời nó nói ra cũng có chút đạo lý. Vậy đi, ngươi rèn luyện với con gái ta, chỉ cần thắng nó, ta sẽ cho ngươi vào tháp nam lâm. Nhưng nếu ngươi không thể thắng, thì làm theo giao hẹn trước đây. Từ nay trở đi, tháp nam lâm và thanh mục nam lâm không có chút quan hệ gì, ta cũng đổi tên cho nó thành vũ hóa tháp, thế nào? Tông chủ phu nhân nói ra, được. Sở Phong không có nói nhảm, trực tiếp nhìn thẳng Bạch Nhược Trần hỏi, ngươi muốn thì thế nào? Bạch Nhược Trần giơ tay vẽ một cái vòng tròn nhỏ đường kính chừng một mét, có thể kiên trì ở ngoài vòng một phút, coi như ngươi đủ tư cách, như vậy ta sẽ để ngươi vào tháp nam lâm, có thể khiến ta rời khỏi cái vòng này, coi như ngươi thắng. Từ nay trở đi tháp nam lâm chỉ thuộc thành mộc nam lâm ngươi, vũ hóa tông ta không chạm vào. vị tiền bối này, lời của con gái bà có được tính không? sở phong nhìn tông chủ phu nhân hỏi, đương nhiên là tính. nhưng tiểu hữu này tuy có dũng khí đáng khen, nhưng ta vẫn khuyên ngươi nên từ bỏ đi. với tu vi của ngươi mà vượt qua con gái ta, đây không phải là tự chuốc nhục thì còn là gì ha ha chuyện này không phiền tông chủ phu nhân bà lo lắng sở phong cười lạnh ngay khi sở phong sắp lao đến bên ngoài vòng tròn bạch nhược dần đột nhiên động một quả cầu năng lượng lấy bạch nhược trần làm trung tâm thoáng cái xuất hiện gợn sóng năng lượng chính diện đánh tới rốt cục nhục thân sở phong cùng gợn sóng và chạm nhau thế nhưng sở phong lại không cách nào chống lại gợn sóng năng lượng kia cả người bị đánh văng ngược ra sau tư không trưởng giáo vị đệ tử này của ông đúng là can đảm như tông chủ phu nhân nói nhưng vẫn mong ông khuyên hắn thực lực này của hắn không thể chống lại nhược trần của tông ta so với nhược trần nói hắn là lấy trứng trọi đá cũng đã là khen ngợi rồi hai vị trưởng lão vũ hóa tông đứng bên cạnh không ngừng mỉa mai tư khâu trích tinh vẫn muốn tiếp tục sao bạch nhược trần mở miệng hỏi sở phong đối với nàng mà nói tu vi như sở phong không có nửa điểm uy hiếp tùy tiện phất tay cũng có thể ứng phó ha vừa nãy chỉ là làm nóng người thôi giờ ta mới làm thật sở phong cười nhạt nói ra không tự lượng sức thấy sở phong vậy mà không chịu từ bỏ bạch nhược trần ánh mắt lấp lóe lại là một tầng gợn sóng lấy nàng làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh lôi đình khải giáp sở phong cuối cùng cũng đã vận dụng thực lực chân chính đó là cái gì không ngờ tu vi của tên này lại tăng lên vài lần bạch nhiều trần ý thức được bản thân có chút khinh địch lại một tầng gợn sóng năng lượng từ trong cơ thể phóng thích ra hướng sở phong áp tới lực lượng lần này so với lần trước còn muốn kinh khủng hơn tim anh khóe này không chạm vào ta được đâu hư không long ngâm nhận kết quả thế nào rồi cái này bỏ đi hôm nay ta sẽ cho hắn một cơ hội để hắn vào tháp nam lâm đi ha chúc mừng tư khâu trưởng giáo nam lâm ngài đã xuất hiện một đệ tử tài giỏi có được người này chính là phúc khí của thanh mục nam lâm ha ha hắn có thể tới làm môn hạ của bổn tông đúng là phúc khí ngàn năm hiếm gặp tông chủ phu nhân lời này của bà nói sai rồi đột nhiên sở phong vậy mà chất vấn tông chủ phu nhân tiểu hữu lời của ta sai ở đâu tông chủ phu nhân nhìn sở phong hỏi cơ hội này không phải do bà cho mà là ta tự giành lấy sở phong nói ra chẳng qua chỉ là bước ra khỏi vòng thôi mà còn tưởng bản thân mình có gì tài cán à đúng lúc này bạch nhược trần giọng châm biếm vang lên đương nhiên ta biết bước ra ngoài vòng không tính là ta thắng ngươi thế nên ta muốn đánh thắng ngươi sở phong trên mặt cười mỉm thanh âm lại có chút vang dội nói ra từng chữ một điên cuồng ngươi ngươi thật không tự lượng sức mình bạch nhược trần điên tiết quát lớn xem ra sở phong thật sự chọc giận nàng nàng chuẩn bị giáo huấn sở phong thật tốt một phen nếu có lòng thì cứ thử đi nhưng ngươi hãy nhớ chỉ cần chạm vào thôi là dừng lần này ta sẽ có khách sáo đâu vậy cung kính không bằng tuân lệnh manh khóe còn con bạch nhiều trần hừ lạnh một tiếng đánh ra một trận cuồng phong cuồng phong ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt chỉ trong nháy mắt công kích của sở phong bị bạch nhiều trần đơn giản đem tiêu diệt triệt để như ta dự tính chiến lực rất mạnh vượt qua cảnh giới lưỡng trọng võ giả bình thường chỉ có võ vương lục phẩm mới chống lại được nhưng đáng tiếc sở phong ta bàn về chiến lực vẫn hơn người một bước ngay sau khi đôi cánh lôi đình xuất hiện sau lưng sở phong đột nhiên xuất thủ nhằm phía lốc xoáy trước mắt sở phong đấm ra một quyền thú vị trước đây ta không nhận ra tiểu quỷ này không ngờ hắn lại giấu thực lực kỹ thế chẳng trách lại dám ngông cuồng như vậy hóa ra là có chiêu trò nếu đã vậy ta cũng không nương tay nữa để ta nhanh chóng đặt dấu chấm hết đi bạch nhược trần hừ lạnh một tiếng một ngọn roi ra thoáng cái xuất hiện trong tay đây chính là bạch kim long giao tiên trong truyền thuyết của sư tỷ sao đây đúng là vương của vương binh vương binh bình thường đứng trước mặt nó cũng phải run rẩy không thể nào chống lại nó được đám đệ tử vũ hóa tông tán thán không thôi tiếp chiêu đột nhiên bạch nhược trần xuất thủ một con long dao màu trắng xuất hiện mang theo từng trận gào thét hướng sở phong áp bách đến sở phong không chút do dự phong ma kiếm xuất hiện trong tay nhằm phía giao long bổ xuống chúng đang có cứng lại à thế thì có sao đại sư tỷ không chỉ mạnh ở mỗi điểm này nhưng mà tên đó có vương binh uy bi lực cũng không kém vương binh của sư tỷ đúng vậy rốt cuộc hắn có thân phận gì mà có được vương binh như vậy sao tên này mãi không gục vậy không thể không thừa nhận nữ nhân này có mánh khóe sở phong cùng bạch nhiều trần tiếp tục cuốn thành một đoàn liên tiếp phát động công kích về phía đối phương thật không thể tin được không ngờ sở phong lại mạnh đến mức đó đây đúng là thiên tài chi chiến mà tiên tổ đại nhân người đã đúng người đã đúng rồi cuối cùng thanh mục nam lâm ta cũng có hy vọng rồi bao nhiêu năm đằng đẵng chờ đợi đều xứng đáng tư không trích tinh mặc dù biết sở phong mạnh nhưng không có nghĩ đến sở phong mạnh đến loại tình trạng này không ngờ vương binh của bạch nhiều trần này lại không hề yếu hơn vương binh phong ma kiếm của ta đáng ghét ta không tin hôm nay bạch nhiều trần ta không thể thắng ngươi bản thân phát động công kích hết lần này đến lần khác bị sở phong hóa giải khiến bạch nhiều trần cực kỳ tức giận năng lượng mà trường tiên này tỏa ra chẳng lẽ là hà tu luyện huyền công cấm kỵ chẳng trách chiến lược mạnh như thế hóa ra còn có huyền công cấm kỵ hỗ trợ ta xem người tiếp chiêu này thế nào xem ra nàng ta làm thật rồi nhìn xem công kích của bạch nhiều trần khiến cho hư không cũng là vỡ vụn sở phong khỏi nhíu mày đối với loại tình huống này sở phong cũng không dám khinh thường tay nắm chặt phong ma kiếm. Chiêu này, ta dùng đặc tính được sáng tạo của phong ma kiếm, đây cũng là lần đầu ta dùng chiêu ta tự sáng tạo ra. Nó vẫn chưa có tên, hôm nay ta sẽ đặt tên cho nó, tên là Đồ Long Phong Ma Trảm. Đồ Long Phong Ma Trảm của Sở Phong rốt Của cùng Long Giao Thiên Hạ va chạm tại một chỗ. Không ngờ võ kỹ của đại sư tỷ bị áp chế mất rồi. Đi xem xem, đã xảy ra chuyện gì? Đây, đại sư tỷ thua rồi sao? Vẫn muốn tiếp tục sao? Giờ ngươi nhận thua, hay để ta ép ngươi ra khỏi cái vòng đó? đồ long phong ma trảm của sở phong chiếm thế thượng phong sở phong tâm tình thật tốt cười tủm tỉm nói bạch nhiều trần vậy mà không sinh khí bình tĩnh nói ra chuyện tới mức này ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh lần đấu này liên quan đến vinh dự ta sẽ không nhận thua nói như vậy ngươi đã chuẩn bị để ta ép người ra khỏi cái vòng đó rồi ha không phải ngươi ép ta ra khỏi cái vòng mà ta ép ngươi bạch nhiều trần tay nắm roi long dao miệng quát lớn nhưng cấm tam liên kích không ngờ nha đầu này lại mạnh như vậy từ không Trích Tinh mặt lộ rõ vẻ chấn kinh, lão cũng là bị thủ đoạn của Bạch Nhược Trần dọa sợ. Huyền Không Cấm Kỵ cộng thêm vương binh cỡ này sao lại không lợi hại? Giờ phút này, Bạch Nhược Trần cũng không có vội tấn công Sở Phong, mà nàng bắt đầu vận dụng thủ đoạn độc hữu. Nhìn con quái vật xuất hiện trước mắt, chuẩn bị phát động công kích với Sở Phong. Một vị trưởng lão Vũ Hóa Tông không nhịn được kinh hô, dung hợp võ kỹ, không ngờ lại dung hợp được nhân cấm võ kỹ, với lại còn là ba loại lại với nhau. Xem ra Nhược Trần đã nghiêm túc rồi, cứ thế này, đệ tử của Thanh Mộc Nam Lâm phải chống chọi thế nào? So với mọi người xung quanh chấn kinh, tông chủ phu nhân, mẫu thân của Bạch Nhược Trần, lại rất là bình tĩnh. Hắn có gì để dựa dẫm vào không? Làm sao đối phó được? Sở Phong, ta mượn câu nói của ngươi, vẫn là để ta ép ngươi ra ngoài vòng đi nhé. Nếu ngươi nhận thua, tháp Thanh Mộc Nam Lâm ngươi vẫn vào được, nếu ngươi không nhận thua, ta không dám bảo đảm, sau chiều này, ngươi còn sống được không?" Bạch Nhược Trần lạnh nhạt nói ra. "Ha." À, Sở Phong cười nhạt, sau đó nói ra, "Xem ra ngươi đã chọn, để ta ép ngươi ra khỏi vòng rồi. Đúng là không biết tốt xấu." bạch nhược trần càng thêm phẫn nộ thấy sở phong không để nàng vào trong mắt bạch nhược trần lại lần nữa nổi điên dung hợp võ kỹ mang theo từng trận gầm thét cùng uy thế hủy thiên diệt địa từ trên trời giáng xuống hướng sở phong đánh tới võ kỹ đáng sợ quá cảm giác này chẳng lẽ là cảm thụ được sở phong biến hóa bạch nhược trần khuôn mặt đại biến nàng ta giống như nghĩ đến cái gì lần trước lúc dùng chiêu này công phu ta tiêu tốn còn lớn hơn bây giờ giờ khắc này từ trong cơ thể sở phong bắt đầu tuôn trào ra từng đạo khí thể màu đỏ như máu bọn chúng số lượng nhiều vô kể miệng phát ra âm thanh tựa quỷ khóc sói gào liên tựa như đám tiểu quỷ đến từ địa ngục gai rồi bạch nhược trần ý niệm khẽ chuyển dung hợp kỹ lao nhanh về phía sở phong mà giờ khắc này sở phong quát lớn địa cấm thương minh chạm chạm thứ nhất một kích của sở phong chém xuống khiến dung hợp kỹ của bạch nhược trần ngay lập tức rơi vào thể yếu chạm thứ hai sở phong cũng không có dừng tay tiếp tục chém ra đạo thứ hai đáng chết ta đã xem thường hắn rồi sở phong sử dụng địa cấm thương minh chạm quá mức đột nhiên đồng thời vượt quá dự đoán của mọi người bạch nhược trần căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào vì mạng sống nàng đành phải nhảy ra khỏi vòng tròn lùi ngược ra sau để tránh né sao lại dừng lại mau nhìn vị trí của sư tỷ đi đệ tử nam lâm thắng rồi sở phong thắng rồi ngươi thua rồi như trần thua rồi ha ha sở phong thắng rồi đặc sắc đặc sắc đột nhiên một trận vỗ tay vang dội từ một phía vang lên bái kiến tông chủ đại nhân sau khi nhìn thấy vị lão nhân vừa xuất hiện đám người vũ hóa tông ngoại trừ tông chủ phu nhân cùng bạch nhược trần đều là vội vàng hành đại lễ tư không trích tinh cũng không dám lãnh đạm mà ung quyền thi lễ nói ra nam lâm trưởng giáo bái kiến tông chủ vũ hóa tông ấy tư không trưởng giáo chúng ta vốn là cùng thế hệ làm gì lại bái kiến chứ cứ gọi tên là được vũ hóa tông tông chủ thân thiện cười nói với tư không trích tinh nếu chu tông chủ đã nói như vậy thì tư không trích tinh cũng không xa lạ nữa hay thế mới đúng chứ tông chủ vũ hóa tông nhẹ gật đầu sau đó lại nhìn về phía sở phong hỏi vị tiểu hữu này không biết tôn tính đại danh là gì vãn bối sở phong bài kiến tông chủ tiền bối sở phong thi lễ trả lời vị tiểu hữu này đúng là có thân thủ tốt không ngờ lại có thể đem địa cấm võ kỹ vận dụng tốt như vậy tiểu nữ bại trong tay ngươi cũng không oan ha ha tư không trưởng giáo nhận được một đồ đệ tốt như ngươi đúng là may mắn đấy tông chủ tiền bối quá khen ban đầu bạch cô nương nói chỉ cần ta có thể ép cô ấy ra khỏi vòng từ nay về sau tháp nam lâm sẽ thuộc sở hữu của thanh mộc nam lâm ta không biết chuyện này có được tính không đột nhiên sở phong hỏi đương nhiên rồi nếu chuyện này phu nhân đã cho phép vậy thì tuyệt đối không nuốt lời phải không tố nhan ha nếu ngươi đã cho phép vậy đương nhiên là tính rồi huống hồ tháp nam lâm này vốn chính là sản vật của thanh mộc nam lâm mà tông chủ phu nhân gật đầu cười nói nếu đã được quyết vậy lúc nào hủy bỏ trận pháp tiểu hữu vào tháp nam lâm trước đi ta sẽ thu hồi trận này vậy được sở phong nghe vậy cũng không nói nhảm trực tiếp hướng nam lâm trì tháp bước vào sở phong tiểu hữu đợi đã đột nhiên tông chủ vũ hóa tông lại lần nữa lên tiếng ngăn lại tông chủ tiền bối có chuyện gì sở phong ngoái lại hỏi lão phu xác thực có chuyện muốn nhờ vũ hóa tông tông chủ nói ra tiền bối cứ nói hai vị trưởng lão thời gian không còn sớm nữa mang theo những đệ tử này trở về đi vũ hóa tông tông chủ cũng không nói ra ngay mà nhìn về phía hai vị trưởng lão cùng đám đệ tử đứng phía sau tuân lệnh thấy thế hai vị trưởng lão cùng đám đệ tử vội vàng rời đi không dám tiếp tục lưu lại chỗ này vũ hóa tông tông chủ lúc này nhìn tư khâu trích tinh nói chắc tư khâu trưởng giáo biết sư tôn ta cũng là trưởng giáo kỳ trước của vũ hóa tông đã mất từ 5 năm trước rồi đối với tin tức lưu tiền bối mất ta đã nghe nói rồi tư không trích tinh nhẹ gật đầu tư không trưởng giáo có biết sư tôn ta chết thế nào không tông chủ vũ hóa tông chợt hỏi lưu tiền bối tu vi cao thâm khó đoán nhưng tuổi tác đã cao chắc hẳn là thọ hạn đã đến a tư không trích tinh nói ra ông chỉ nói đúng một nửa đúng là sự tôn ta tuổi thọ đã tận nhưng không phải chết vì thọ mệnh đã tận mà là chết trong tháp thanh mộc nam lâm vũ hóa tông tông chủ nói ra Thực không dám giấu tháp Thanh Mộc Nam Lâm này là chưa có ai lên tới đỉnh được, đến tiền bối nhiều đời của Vũ Hóa Tông cũng chưa từng có ai lên được. Sư tôn ta, lúc còn trẻ đã là thiên tài của Vũ Hóa Tông, dù là sau khi vào Thanh Mộc Sơn cũng là một đệ tử nòng cốt có. Tiếng năm đó, nếu không phải khăng khăng cố chấp về Vũ Hóa Tông, ngài đã ở Thanh Mộc Sơn và cũng có địa vị cực cao rồi. Thế nên cả đời tu võ của ngài đã lưu lại rất nhiều kinh lịch truyền kỳ, nhưng ngài chọn thử thách với tháp Thanh Mộc Nam Lâm này và là một trong số những người thất bại. Đây luôn là khúc mắc của sư tôn ta thế nên người muốn vào lúc tuổi thọ đã tận khiêu chiến tháp nam lâm nhưng không ngờ sau khi vào trong tháp người đã không ra ngoài nữa tròn một năm sư tôn vẫn chưa ra ta liền biết sư tôn rất có khả năng là đã gặp bất chắc gì đó trong tháp nam lâm rồi thế nên ta tuyên bố sư tôn đã chết rồi vũ hóa tông tông chủ nói ra vị tiền bối này rốt cuộc đã chết hay chưa tông chủ tiền bối vào xem không phải sẽ biết ngay sao sở phong không nhịn được nói ra ta từng vào nhưng áp lực của tháp nam lâm quá mạnh tới tầng 7, ta không thể tiếp tục được nữa mà sư Tôn ta có thể đã bước tới tầng 8, nên ta không thể tới gặp sư Tôn được." Vũ Hóa Tông tông chủ bất đắc dĩ nói ra. Sở Phong lúc này hỏi Bạch Nhược Trần, "Bạch cô nương cũng từng vào tháp Nam Lâm, không biết cô đã đi tới tầng thứ mấy rồi?" "Dựa vào đâu mà ta phải nói với ngươi?" Bạch Nhược Trần giọng bất mãn đáp. Mà giờ khắc này, mẫu thân Bạch Nhược Trần cười nói, "Tiểu nữ bất tài, mới chỉ đi tới tầng 6 thôi. Nếu ta đoán không lầm, tông chủ tiền bối muốn ta giúp đỡ, để đem di hài của sư Tôn tiền bối ra, đúng không?" sở phong tiểu hữu nói không sai nếu ngươi có thể nhìn thấy di hài của sư tôn mong ngươi có thể mang ông ấy ra hoàn chỉnh vũ hóa tông tông chủ thỉnh cầu sở phong đây là chuyện nên làm nếu vãn bối tìm được di hài của sư tôn tiền bối nhất định sẽ đem trở về sở phong gật đầu đáp ứng sở phong tiểu hữu tháp thanh mộc nam lâm chính là trận pháp mà bách lý huyền không tiền bối bài trí trận này rất mạnh đến sư tôn ta cũng phải mất mạng thế nên ngươi đừng làm khó mình quá nếu cảm giác không chịu nổi thì hãy từ bỏ thì tốt hơn vũ hóa tông tông chủ nhìn sở phong khuyên nhủ đa tạ tông chủ tiền bối chỉ điểm sở phong nhất định sẽ tự lượng sức mình sở phong ôm quyền cảm tạ sau khi tiến vào trong nam lâm chi tháp sở phong cảm nhận được một cỗ áp lực phủ xuống thân thể nhưng chút áp lực này với hắn mà nói đúng là không đáng kể bên đó chính là cầu thang lên lầu 2, lầu 4, lầu 5. áp lực của lầu sầu đã làm khó được nhược trần thật là nực cười đây chính là tầng 8, tuy hơi mất sức nhưng tiếp tục đi lên thì cũng không có vấn đề gì cầu thang từ tầng 8 lên tầng 9, thi hài này là của ai tu vi mạnh quá trong di hài có chứa bổn nguyên mạnh như vậy thì lúc còn sống chắc chắn là một cường giả bán đế oa wow, bổn nguyên bán đế mau giúp ta luyện hóa bổn nữ vương muốn đột phá tu vi giờ khắc này đàn đàn vô cùng kích động bản nguyên cường giả bán đế đối với nàng mà nói tuyệt đối là vật đại bổ đàn đàn đợi ta vào thanh mộc sơn ta sẽ giúp ngươi tìm bổn nguyên bổn nguyên của di hài này ngươi không được động vào sở phong có vẻ khó xử nói ra tại sao đàn đàn mặt sụ xuống có chút không hiểu ta đã hứa với tông chủ vũ hóa tông phải mang di hài của sư tôn hắn hoàn chỉnh ra ngoài nếu luyện hóa bổn nguyên của ông ấy sao ta mang ra ngoài hoàn chỉnh được sở phong nói ra vậy ta luyện hóa xong rồi sau đó ngươi hủy thi hài đi trở về nói không nhìn thấy thế không phải được rồi sao đàn đàn giảo hoạt nói được người ta ủy thác phải làm cho được sao ta có thể đồng ý với vũ hóa tông tông chủ rồi mà làm chuyện bất trung bất nghĩa sở phong lập tức không đồng ý vậy phải làm sao trả di hài của ông ấy cho họ sao dù mang ông ấy hoàn chỉnh ra ngoài thì tông chủ vũ hóa tông cũng không tha chi bằng ngươi nhận luôn đi đản đản vẫn có chút không buông bỏ được ta cảm thấy vũ hóa tông tông chủ là một cái tôn sư trọng đạo người dù hắn luyện hóa thi thể của sư tôn hắn thì cũng là chuyện của hắn còn việc mang di hài hoàn chỉnh ra ngoài là chuyện của ta sở phong kiên định đáp ầy bỏ đi bỏ đi ta không cãi lý được với ngươi bổn nguyên này bổn nữ vương không cần nữa được chưa thu vào đi tiếp tục đi thôi đản đản bĩu môi nói yên tâm đản đản đợi ta vào thành mộc sơn ta sẽ tìm bổn nguyên cho ngươi khôi phục sức mạnh cho ngươi đừng vội bổn nữ vương không gấp thế đâu huống hồ chuyện hồi phục sức mạnh ngươi có mệt chết cũng không tìm đủ bổn nguyên được chẳng bằng sau này mong chờ cha mẹ ngươi thì ngươi đỡ phải vất vả như vậy ha ha lại kêu căng rồi phía trên là tầng 9 rồi thậm chí áp lực ở đây có thể bằng với nơi sâu nhất của tiên trì viễn cổ nhưng mà đến áp lực ở tiên trì viễn cổ ta còn chống lại được huống hồ là ở đây cửa lớn kết giới ở một hướng khác của cửa kết giới có thể sẽ không chỉ là trận pháp đơn giản nữa chắc là ải cuối của tháp nam lâm cũng là khảo nghiệm thực sự Chẳng trách qua mấy ngàn năm mà không ai lên đỉnh được. Đến nơi này, Sở Phong đã không có lựa chọn nào khác, nếu muốn đến tầng cao nhất, vậy nhất định phải tiến vào. Nếu đã vậy, thì xông lên thôi. Sở Phong không chút do so dự, trực tiếp bước vào trong đó. Mà vừa bước vào trong đại môn kết giới, Sở Phong buồn bực thầm mắng, trận pháp buồn nôn thật. Trận pháp này đang ảnh hưởng trực tiếp tới cảm quan của ta. Dừng tại chỗ để chịu đựng, nhưng chỉ cần bước lên trước là sẽ vô cùng khó chịu, nhưng ta không thể tụt lùi. Chuyện này, không chỉ có liên quan đến vinh quang của Thanh Mộc Nam Lâm mà cũng liên quan đến vinh dự của ta. Sở Phong hắn là đến từ Thiên Ngoại Thiên, không chỉ có gia tộc cường đại, càng có cha mẹ thực lực không tầm thường, nếu đến loại trận pháp này cũng không qua được, không khỏi quá khiến cho cha mẹ của hắn mất mặt rồi. Là lối ra, ra ngoài rồi. Tóc, là khí tức của Bạch Nhược Trần. Rõ ràng là đã đến tầng 9, còn vào được hành lang rồi, nhưng sao ả lại nói dối? Khí tức của Bạch Nhược Trần chỉ xuất hiện 1/3 ở đây là đã biến mất rồi, xem ra nàng không hề đi qua hành lang. Nhưng ta đã thành công rồi, ta đã thắng một kèo rồi chẳng lẽ đây là tượng của bách lý huyền không tổ sư vãn bối sở phong tham kiến tổ sư sở phong thi lễ với bức tượng trước mắt đây là tự nhận chủ không ngờ chìa khóa của kết giới này lại có khả năng tự nhận chủ như là một tín vật chắc nên giao chìa khóa này cho vũ hóa tông bảo quản nhận ta là chủ thì cũng có là gì nhưng mà nếu tổ sư đã sắp xếp như vậy thì chắc chắn là có dụng ý của người vẫn nên ra ngoài trước rồi nói cảm giác này vừa nãy cảm giác bị người đằng sau chú ý tới sao lại không có gì chẳng lẽ là ảo giác tổ sư đại nhân đệ tử đi đây lần này trước khi đi sở phong lại lần nữa thi lễ đối với pho tượng bách lý huyền không lúc này mới xoay người bước đi sở phong không hề hay biết phía sau thật có một đạo thần thức đang đứng yên lặng nhìn hắn rời đi mà dung mạo của đạo thần thức này thật giống với bức tượng đá để mọi người đợi lâu rồi sở phong vừa bước ra ngoài liền hô lên đây là sở phong ngươi lên trên đỉnh rồi tông chủ đại nhân đây là thứ ta tìm được ở tầng 10, chắc là tín vật tổ sư để lại đúng chính là nó thanh mục nam lâm ước mơ của bao đời người không ngờ bây giờ đã được thực hiện rồi sở phong chính là người mà tổ tiên nói sở phong chính là hy vọng của thanh mộc nam lâm ta trưởng giáo đại nhân ta không sao cho ta được cảm động một lát được được chuyện này vũ hóa tông chủ đột nhiên bắt đầu cho mày chu tông chủ có gì không đúng sao thấy thế sở phong vội vàng hỏi hắn thật sợ hãi xuất hiện tình huống ngoài ý muốn tư không trưởng giáo sở phong tiểu hữu các ngươi theo ta cứ như vậy dưới sự dẫn đường của tông chủ vũ hóa tông sở phong cùng tư khâu trích tinh tới một tòa cung điện khí tức cổ xưa phi thường rộng lớn bên ngoài cung điện này vậy mà bố trí tầng tầng kết giới hiển nhiên đây chính là cấm địa của vũ hóa tông vũ hóa tông tông chủ mang theo mấy người sở phong tiến vào bên trong cung điện cổ xưa đây là bách lý tổ sư sao nhìn thấy pho tượng trước mắt sở phong kinh ngạc thốt lên vãn bối chu trí hiền bái kiến tổ sư vãn bối tư khâu trích tinh bái kiến âu dương tổ sư âu dương tổ sư sở phong đây chính là tổ sư lập nên vũ hóa tông bạn tốt âu dương tổ sư của thanh mộc nam lâm ta theo lý mà nói chúng ta nên hành lễ tư không trích tinh giảng giải với sở phong xin lỗi đệ tử sẽ hành lễ ngay vãn bối sở phong bái kiến âu dương tiền bối sở phong ôm quyền thi lễ ôi thật kỳ lạ trên tháp thanh mộc nam lâm hóa ra là đặt tượng của tổ sư vũ hóa tông giờ khắc này đàn đàn cũng là nhịn không được hiếu kỳ nói ra bởi vì lúc trước nàng cũng như sở phong đều coi pho tượng này là bách lý huyền không sở phong cũng là nghi hoặc không thôi thấp giọng hỏi tư không trích tinh tư không tiền bối trong vũ hóa tông có tượng của khai sơn tổ sư tại sao trong thanh mộc nam lâm ta chưa từng nhìn thấy tượng của bách lý huyền không tiền bối chứ chuyện này nghe nói tổ sư của thanh mộc nam lâm không cho phép có người tạc tượng của người cũng không cho phép vẽ tranh thế nên nam lâm ta mới không có tượng của bách lý tổ sư tư không trích tinh nói ra thì ra là như vậy sở phong tiểu hữu ngươi đã được chìa khóa kết giới này nhận chủ rồi vũ hóa tông tông chủ lúc này vội hỏi sở phong sở phong cũng không có dấu giếm gật đầu nói vãn bối đúng là đã được chìa khóa kết giới này nhận chủ không biết có gì không thỏa đáng không lợi hại đúng là rất lợi hại không ngờ lại được chìa khóa kết giới nhận chủ vũ hóa tông tông chủ có chút kích động không ngừng tán thưởng sở phong nếu chuyện này làm ngài vui như vậy chắc tiền bối cũng sẽ công bố chuyện tốt này tư không trưởng giáo nhiều năm qua đi như vậy nhiều vị tiền bối đi qua ta nghĩ cũng là lúc để người đời biết rồi chu tông chủ ý ông là nghe được lời vũ hóa tông tông chủ vừa nói tư không trích tinh có chút không hiểu là lúc để người đời biết vũ hóa tông ta và thanh mộc nam lâm trên thực tế là thế lực liên minh thân thiết nhất. Tông chủ Vũ Hóa Tông giải thích, lời của Tổ sư không thể không theo, năm đó di ngôn của Tổ sư nói, chỉ cần Thanh Mộc Nam Lâm ông có người lấy được tín, vật của tháp Nam Lâm, Vũ Hóa môn sẽ liên minh với Thanh Mộc Nam Lâm, từ đây đồng sinh cộng tử, cùng tiến cùng thoái. Di ngôn của Tổ sư, Sở Phong tiểu hữu có được vật này, chính là tín vật của tháp Nam Lâm. Thế nên, từ nay trở đi, Vũ Hóa Tông ta chính là một phần của Nam Lâm ông, mà Nam Lâm ông cũng là một phần của Vũ Hóa Tông ta, còn Vũ Hóa Tông thì còn Nam Lâm. Nghe được lời này, Tư Không Trích Tinh liên tục gật đầu, "Được, từ nay trở đi, Thanh Mộc Nam Lâm và Vũ Hóa Tông, đồng sinh cộng tử, cùng tiến cùng lui." Nhưng Tư Không trưởng Giáo, "Hôm nay đưa mọi người tới đây còn có một chuyện nữa, mong Sở Phong tiểu hữu giúp đỡ." Vũ Hóa Tông Tông chủ nói. "Ồ, Chu Tông chủ, không biết là có chuyện gì?" Tư Không Trích Tinh hỏi. "Tông chủ tiền bối nếu có chuyện gì, ngài cứ phân phó là được. Chuyện này, phải nói từ lúc ban đầu trở đi. Năm đó, tổ sư của Vũ Hóa môn ta thực ra chưa hề truyền hết chiêu thức của ngài." bao gồm cả võ kỹ độc môn của lão nhân gia, mà nó vẫn còn được giấu ở đây. Thực ra năm đó không chỉ có bách lý tiền bối ra một đề bài khó cho thanh mộc nam lâm, mà âu dương tổ sư của vũ hóa môn cũng ra một đề khó cho vũ hóa môn ta. ở đây tư không trích tinh không khỏi có chút kinh ngạc. không sai chính là ở đây, ở đây có giấu di vật của tổ sư đại nhân. không chỉ là nhân cấm võ kỹ, còn có địa cấm võ kỹ. vũ hóa tông tông chủ nói ra, địa cấm võ kỹ. tư không trích tinh không nhịn được kinh hãi thốt lên. tư không trưởng giáo ngươi có từng nghe qua hợp thể võ kỹ năm đó của tổ sư của tông ta và tổ sư bách lý tiếng tăm lẫy lừng một vùng võ kỹ đó mạnh vô cùng sở hữu uy lực hủy diệt trời đất chỉ cần thi triển dường như hủy diệt hết cái này ta từng nghe rồi nghe nói võ kỹ chính là nhất tuyệt của hai người cũng là thứ được người đời công nhận là bạn thân thiết nhất thế gian tư không trích tinh gật nhẹ đầu nói trong di ngôn của tiên tổ từng nói người và bách lý tiền bối có nắm giữ võ kỹ độc môn hợp thể và nó được giấu ở đây chính là võ kỹ địa cấm mà ta nói tên võ kỹ đó là long phụng vũ trường không vũ hóa tông tông chủ rất là khẳng định nói long phụng vũ trường không đúng là một cái tên hay tư không trích tinh cảm thán nói đây là hợp thể kỹ không phải người thường có thể tu luyện được đâu chỉ có hai vị tổ sư thiên tài xuất chúng mới tu hành được giờ hai tông chỉ có tiểu nữ bạch nhiều trần và sở phong tiểu hữu mới có tiềm năng tu luyện hợp thể kỹ này thế nên ta nghĩ hai người các ngươi cùng tu luyện long phụng vũ trường không này đi vũ hóa tông tông chủ nói thật ư nghe được lời này tư không trích tinh lập tức mừng lớn đó là đương nhiên nhưng trước đó chúng ta còn cần lấy ra di vật của tổ sư mới được đây chính là nơi mà ta muốn sở phong tiểu hữu giúp đỡ ta sẽ thử xem như trần cũng muốn thử được chuyện không thể chậm trễ dưới sự thôi động của vũ hóa tông tông chủ bức tượng âu dương tổ sư vậy mà dịch chuyển hiện ra một cái đại môn vũ hóa tông tông chủ cũng không chậm trễ lập tức đem chìa khóa sở phong mang về nhét vô lỗ khóa đại môn nhiều trần sở phong dựa hết vào hai người đó sở phong cùng bạch nhiều trần tiến đến sát đại môn sở phong nhiều trần lùi lại nhìn một màn phát sinh trước mắt hóa vũ tông tông chủ hô lớn một tiếng ngay khi hai người sở phong lùi lại đại môn kia vậy mà một trận quang mang từ bên trong tàn ra đây chính là nơi mà tiên tổ đại nhân để long phụng vũ trường không vũ hóa tông tông chủ mừng như điên liên phóng người lên muốn xông vào bên trong đại môn nhưng mà một cỗ lực lượng cường đại hất ông ta văng ngược ra sau không ngờ còn có chướng ngại tiền bối không sao chứ tông chủ phu nhân lúc này cũng là muốn thử xông phá đại môn kết quả đồng dạng như chồng bị hất văng ra sau tại sao nơi để di vật của tiên tổ lại có chứng ngại ngăn cản chứng ngại quá mạnh nếu cưỡng chế phá ra chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của bọn ta sao lại như thế cửa lớn kết giới này rõ ràng là đã mở ra rồi sao lại không vào nổi tiên tổ đại nhân tại sao người lại làm khó bọn con như vậy mọi người đừng vội vào có lẽ đây là dụng ý của tiên tổ mọi người để ta thử xem có lẽ cũng không phức tạp như các ngươi nghĩ sở phong đừng qua đó ít nhất cũng phải đợi bọn ta làm rõ nguyên do trước đã sở phong thông đạo đó có chứng ngại cực mạnh tu vi của ngươi không đủ, đừng làm bừa. quả nhiên đúng như ta đoán. mọi người, nếu ta đoán không lầm thì chướng ngại này là một cấm chế. cấm chế, mọi người có biết đây là thế nào không? ta biết rồi. sở phong tiểu hữu nói đến cấm chế là chướng ngại, chỉ cản bọn ta, những người không được chọn. sở phong và nhiều trần mở ra nơi đây, hai người bọn họ không bị kết giới đó ngăn cản. sở phong, ngươi thật quá thông minh. tông chủ tiền bối, thông đạo này chắc chỉ ta và bạch cô nương vào được. chi bằng để ta và bạch cô nương đi cho, rồi mang di vật của tổ sư tiền bối về. Sở Phong nói ra, hai người nó tu vi không cao, để chúng vào trong đúng là nguy hiểm trùng trùng. Nếu, ấy, chuyện tới lúc này cũng không còn cách khác. Với lại cấm chế của tiên tổ có thể để chúng vào, đương nhiên là không làm khó chúng rồi. Vũ Hóa Tông Tông chủ thấy vợ lo lắng, liền đến bên khuyên nhủ Trần An. Tiền Bối yên tâm, nếu có chuyện gì xảy ra ta sẽ bảo vệ Bạch cô nương. Đừng tưởng thắng ta thì làm gì cũng được. Vào bên trong đó xem ai cầu xin ai còn chưa biết đâu. Bạch Như Trần Trừng mắt nói với Sở Phong, sau đó ngoái đầu lại nói với Mẫu thân, Mẫu thân yên tâm con sẽ trở về bình an nếu có gì không ứng phó được đừng cố chấp quá tông chủ phu nhân cũng chỉ đành khuyên nhũ nữ nhi cùng sở phong